Trường 1509, chỉ cách một bước dịch bởi lá mùa thu vài dây ngắn ngủi mà diễn biến xảy ra hàng loạt, người xem nào trình thấp hay phản ứng chậm sẽ không phát hiện kịp thời mọi chuyển ngoặt mà các tuyển thủ vừa trải qua. Nhờ ngọn lửa thần thánh bất ngờ của tay nhỏ lạnh giá, quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong thành công tập trung cùng chỗ. Tuy nhiên, việc thành lập liên kết chỉ mới là bước đầu, còn xa họ mới có thể thoát khỏi vòng vây bá đồ, dính đi bắp ngọn lửa thần thánh, Đại Mạc Cô Yên bị trưởng văng và đang quay về vị trí cũ. Chọn tuyến đường ngắn nhất và tốc độ nhanh nhất, anh lao vùn vụt về phía hai đối thủ. Trong lúc đó, hai tay súng bá đồ nã đạn xối xả, lãnh ám lôi cũng im ắng di chuyển sang cánh, hòng bao vây đối thủ chặt chẽ hơn. Tình thế khá có lợi cho bá đồ, nhưng Trương Tân Kiệt hết dám, thở phào, lần nữa. Đã thực hiện một pha đánh lén thần thánh, An Văn Giật hoàn toàn có thể làm thêm lần thứ hai. Hiện tại, mọi cử động của tay nhỏ lạnh giá đều bị giám sát nghiêm ngặt đến mức không tìm thấy cơ hội bơm máu dưới mệnh lệnh của trương tân kiệt hai tay súng rất chịu khó chăm sóc cô nàng có điều hưng hân đâu phải chỉ có ba người phương duệ đâu cho dù bị kèm sát bởi người hiểu mình đến từng hành động là lâm kính ngôn thánh dâm vẫn là mối nguy hiểm thường trực ngoài ra còn một người khác đến nay vẫn chưa xuất hiện là tập pháp sư triệu hồi muội quang của hưng hân muội quang đang làm gì rốt cuộc Trương Tân Kiệt không còn là người duy nhất đặt câu hỏi. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác bắt đầu bàn về vấn đề này trên TV, tổ ghi hình cũng tìm khoảng trống cắt cho Muội Quang ít sóng. Muội Quang đang hành động, qua camera ghi hình, mọi người chỉ biết đến đấy, chứ cậu đang hành động gì thì nhìn không ra. Đất diễn có hạn, diễn biến chiến trường đang kịch liệt, mà La Tập thì chỉ là một tân binh lần đầu vào bán kết, người xem chủ yếu lo cho cậu hơn là kỳ vọng cậu tỏa sáng. Tổ ghi hình cấp cho Muội Quang một cửa sổ nhỏ dưới góc màn hình, thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhân vật chính trong cửa sổ nhỏ lại thay đổi. Hải Vô Lượng, Hải Vô Lượng xuất hiện trong cửa sổ nhỏ vì tổ ghi hình cảm thấy loạt hành động mới của hắn có thể tạo nên bước ngoặt. "La Tập, Muội Quang, lát tính đi, Hải Vô Lượng cúi thấp mình, bò sát theo lùm cây trong rừng. Tốc độ không nhanh, nhưng hắn di chuyển rất dứt khoát, góc nhìn giữ yên phía trước. Xem ra, hắn đang có mưu đồ gì đó." camera quay dọc theo góc nhìn hải vô lượng tìm thấy quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong ở điểm cuối một cách ngoạn mục hai tay súng bá đồ đang áp chế hoàn toàn hành động của quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong bách hoa liễu loạn dùng đấu pháp bách hoa quấy phá tầm nhìn âm chín độ nhờ trình chọn điểm xuất sắc mà dự đoán phong tỏa mọi đường lui phù hợp hai người giãn góc tấn công rất rộng nhịp đánh lại đồng bộ quân mạc tiếu có khiên cũng không chắn hết nổi những làn đạn đan sen chéo chiều chị liệu coi chừng giữa nguy hiểm diệp tu vẫn không thể không cảnh báo an văn giật bách hoa liếu loạn di chuyển hòng giãn góc với âm chín độ đồng thời cũng tiếp cận vị trí tay nhỏ lạnh giá không chỉ đơn thuần kèm giữ hắn đang có thái độ công kích tuy yếu kém về mặt kinh nghiệm an văn giật luôn rất bình tĩnh và lý trí khi vào trận chưa cần diệp tu nhắc nhở Cậu đã quan sát thấy bách hoa liễu loạn đến gần mình, nhưng kể cả khi được nhắc, cậu vẫn ở yên tại chỗ. Nó đánh kiểu gì vậy? Vô số fan hưng hân trong nhà thi đấu bất mãn. An Văn Giật vừa thực hiện một pha tỏa sáng, nhưng vì mang trên mình cái mắc khuyết điểm của hưng hân, mà vẫn ngồi mãi trên ghế chủ lực, fan hưng hân rất thích soi cậu. Họ cứ sợ cậu sẽ mắc sai lầm trên sân. Diệp Tu bận tay mà phải cố cảnh báo, nhưng An Văn Dật lại chẳng chịu nhích cái mông đi cho nhờ. An Văn Giật bị gì ấy nhỉ? Tập trung quá mức, quên nhìn kênh chat đội, Chắc không đâu ha? Hay căng thẳng quá? Ảc à, Phan Lâm nói một chàng để rồi tự cắn lưỡi. Căng thẳng, tân binh hưng hân biết căng thẳng hà. Đường Nhu, Bao Vinh Hưng, Mạc Phạm, thêm An Văn Giật, toàn là tân binh chân ướt chân giáo bước vào liên minh. Từng ngỡ ngàng với nhịp hoạt động của giới chuyên nghiệp là có, nhưng căng thẳng ấy à, về tố chất tâm lý nói không chừng dàn tân binh hưng hân còn cứng hơn một số tuyển thủ chuyên nghiệp đã vào nghề lâu. Nếu An Văn Giật không căng thẳng, vậy lý do gì khiến cậu ta ngó lơ lời cảnh báo của Diệp Tu, lẽ nào cậu ta có kế hoạch khác? Lý Nghệ Bác bỗng lên tiếng, không nên suy đoán tân binh hưng hân theo logic bình thường. Tân binh bình thường sẽ thực thi ngay lập tức mệnh lệnh của đội trưởng hoặc tiền bối trong đội, nhưng những cô cậu hưng hân mới ti tàu vào nghề đã vứt hết mọi căng thẳng tâm lý thì tự sắp đặt kế hoạch tự quyết định luôn tại chỗ cũng dám lắm. quan trọng nhất là Diệp Tu chỉ cảnh báo chứ không phải ra lệnh xử lý tình huống thế nào. hắn cho phép An Văn Giật tự quyết. thế là camera chuyển qua tay nhỏ lạnh giá. tốc độ áp sát của bách hoa liễu loạn tăng nhanh. toàn quân bá đội hình như đang tâm tiêm miếng mồi ngon này. dần dần dịch chuyển đội hình về phía cô nàng. họ đều là tướng trải trăm trận, nhìn hành động của nhau là hiểu ngay, không cần truyền đạt chỉ thị mà chỉ cần xác nhận đường lối tấn công lần cuối ngon, trong lòng Trương Giai Lạc thầm nhủ. Bách hoa liễu loạn đã tiến vào khoảng cách như ý bằng lối di chuyển rất cẩn thận, trông rất tự nhiên, mục tiêu bị nhắm đến. Rất khó lòng nhận ra sự thay đổi. Quả nhiên, tay nhỏ lạnh giá không dục dịch. Trương Giai Lạc mừng lắm. Qua mặt tân binh không có gì để tự hào, điều đáng nói là Diệp Tu không hề phát hiện cơ. Cơ hội quá tốt, nếu chờ thêm nữa, Hưng Hân sẽ điều chỉnh. Tình huống này không thể kéo dài, bởi Diệp Tu sớm muộn cũng sẽ nhận ra. Trương Giai Lạc vừa suy tính vừa di chuyển đến vị trí có thể bắn tới tay nhỏ lạnh giá. Hắn bước một bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. Đột nhiên, tay nhỏ lạnh giá nhích người, ở vào lúc Trương Giai Lạc cho rằng mình dụ tình được em gái người ta rồi, tay nhỏ lạnh giá bỗng nhích đúng một bước, tức là cách bách hoa liễu loạn một bước. Một bước thôi mà, nhỏ bé đến mức chẳng phải ai cũng để ý, những người để ý thì mấy ai hiểu ý nghĩa bên trong. An Văn Dận cuối cùng đã hành động. Trên TV, bình luận viên Phan Lâm chỉ gào lên như thế. Hắn không hề biết rằng, bước chân đơn giản kia đã được tay nhỏ lạnh giá thực hiện ngay phút chót bên bờ vực. Khác với Phan Lâm, Lý Nghệ Bác không manh động vì đã quan sát bách hoa liễu loạn và phương hướng dịch chuyển của toàn bá đồ từ nãy đến giờ. Trước khi Phan Lâm gào lên, hắn suýt đã phát biểu rằng tay nhỏ lạnh giá sắp xong đời. Ai ngờ cô nàng lại nhích một bước làm Lý Nghệ Bác nghẹn họng, chố mắt. Trùng hợp ư, hay cố tình, nếu cố tình, thì sức quan sát và phán đoán của tên An Văn Giật này quá kinh người. Đã vậy còn dám chờ đến thời khắc sống còn mới hành động, lòng tự tin và can đảm ấy từ đâu mà có, tân binh hưng hân toàn là quái vật. Cả tên nhóc kém trình cá nhân như An Văn Giật cũng cứng tâm lý đến thế, bởi kinh hoàng, lý nghệ bác chỉ tự thẳng thốt trong lòng. Hắn quên phải bình luận cho khán giả nghe, làm khán giả chẳng hề biết giây phút vừa rồi xảy ra chuyện gì. Còn trong trận, Trương Giai Lạc dĩ nhiên là người hiểu rõ ý nghĩa của bước chân kia nhất. Trùng hợp hay cố tình, Trương Giai Lạc cũng nghĩ giống Lý Nghệ Bác. Muốn chứng thực, hắn cho bách hoa liễu loạn tiến thêm một bước. Tay nhỏ lạnh giá lại nhích qua hai bước. Cố tình thật rồi, nó cố tình di chuyển, chỉ cách một bước thôi, nhưng cán cân hiệu suất đã thay đổi hoàn toàn. Nếu ập vào focus tay nhỏ lạnh giá lúc này, sức kiểm soát cá nhân lẫn toàn đội đều kém hẳn so với kế hoạch. Thà tiếp tục tấn công quân Mạc Tiếu và một vũ tranh phong còn hơn, nhưng nếu tiếp tục đánh quân Mạc Tiếu và một vũ tranh phong, thì những thay đổi nhỏ nhặt nãy giờ cũng đã giảm thiểu hiệu quả cần thiết. Chết, bước chân mới nhất của Bách Hoa liễu loạn, bước chân dùng để chứng thực tay nhỏ lạnh giá là vô tình hay cố ý ấy, hoàn toàn không theo quỹ đạo định sẵn. Vì muốn biết kết quả, hắn đã lệch đường dây, cũng là một bước, chân nhỏ bé, nhưng vòng vây hỏa lực của bá đồ đổ, đổ xuống quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong đã lộ ra một ít khoảng trống diệp tu ông đang chờ cơ hội này đúng không trương giai lạc không đoán sai đây chính là cơ hội diệp tu tìm kiếm ầm 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 được quân mạc tiếu ca vờ một vũ tranh phong giải pháo gần người trông chẳng khác nào một màn giải sáng bách hoa ngắn ngủi hai nhân vật chớp lấy khoảng trống trong lưới hỏa lực bá đồ một mạch xông thẳng ra ngoài người duy nhất có thể cản trở lúc này là lãnh ám lôi nhưng Hải vô lượng, nhân vật chính của cửa sổ nhỏ dưới góc màn hình, đã kịp thời lao ra kèm chân anh. Lâm kính ngôn hiểu Phương Duệ, Phương Duệ lẽ nào không hiểu Lâm kính ngôn. Người hiểu nhau lại chọn làm đối thủ của nhau, chỉ còn xem ai chiếm trước chủ động. Phương Duệ thành công chiếm chủ động, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh được cứu một mạng, đột phá vòng vây bá đồ. Khán giả trợn mắt há mồm, đến tận hiện tại, Họ vẫn không biết pha chuyển ngoặt thần thánh này là do bước chân trần trừ đến phút nguy hiểm nhất mới chịu bước ra của An Văn Giật. Chỉ cách một bước, chỉ cách một bước mà thôi. Trương Giai Lạc cảm thấy uất hận tột độ. Bước chân hụt hẫng ấy, có ai từng kinh qua nhiều bằng hắn. 24. Không mừng SN bạn, người ủng hộ mình dịch toàn chức khi nhóm cũ drop, người cho mình mọi support từ tài chính đến tinh thần, người luôn chống đỡ mọi thương tổn đổ ập xuống mình, người cầm cụi viết từng chương bình luận cho mình mỗi đêm người lặng lẽ làm nhiều việc không tên giúp mình phát triển fandom. mình dịch toàn chức từ chính văn đến ngoại truyện, từ mang hoa đến fanfic. ban đầu vốn chỉ vì bạn và duy nhất mình bạn. người đã dẫn mình vào thế giới game, người mà mình nguyện đi khắp bản đồ để tìm, người cùng mình chia sẻ một tình yêu hơn nửa cuộc đời. hai chúng ta đều là những kẻ cố chấp, nên mình sẽ không nói. nếu như có thể quay về lúc ta cùng ngồi trên xe và kể về những trò châu người của Diệp Tu, Đường Nhu, bánh bao. khi bộ chuyện này hết chúng ta có lẽ sẽ không tồn tại trong cuộc đời của nhau nữa. Hy vọng bạn biết bạn luôn là Diệp Tu trong lòng mình, người luôn biến những thứ không thể thành có thể, người làm được tất cả mọi thứ. Là a -át, là Virgos trong lòng mình. Biết rằng bạn không thích, nhưng vì không thể chúc bạn hạnh phúc chúc bạn vô ưu bốn chữ này là thực tâm mình muốn gửi đến bạn. Võ Vân Sương Long, chương 1510, kẻ cố chấp không chịu thay đổi địch bởi lá mùa thu, tay nhỏ, trên kênh bá đổ nhảy ra hai chữ từ trương Tân Kiệt mà ngay trước khi hai chữ này xuất hiện đại mạc cô yên của hàn văn thanh đã lao đi không phải nhắm tới quân mạc tiếu hay mộc vũ tranh phong vừa đột phá khỏi vòng vây mục tiêu của anh chính là tay nhỏ lạnh giá là hợp tác suốt bao năm khi gặp phải biến cố bất ngờ chỉ có hàn văn thanh mới nắm bắt nhanh nhất chính xác nhất mạch suy nghĩ của trương tân kiệt mà không cần lời nhắc nhở mũi tấn công của bá đồ vốn chỉ dịch chuyển về phía tay nhỏ lạnh giá để phòng có biến giờ có biến thật rồi tay nhỏ lạnh giá trở thành con mồi ngon hơn hẳn quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong. Hai người kia đã chạy thoát, còn được phương duệ tiếp ứng và an văn giật ở gần hỗ trợ, hoàn toàn đủ sức đánh chính diện với bá đồ. Trong khi đó, tay nhỏ lạnh giá của an văn giật vẫn cách nhóm ba người một khoảng khá xa, bá đồ có thể cô lập. Đại mạc cô yên xài một bước lớn, trông như muốn trực tiếp tấn công tay nhỏ lạnh giá nhưng thực tế việc anh đang làm là cắt đứt nút liên kết then chốt giữa cậu và nhóm ba người diệp tu chắc ăn đó chính là lối tư duy chiến thuật của trương tân kiệt chứ nếu là bá đồ ngày xưa họ chắc chắn sẽ đuổi theo quân mạc tiếu và mộc vũ tranh phong đến cùng giết chết mới thôi mà hàn văn thanh còn là người sung phong đi đầu nữa kìa lúc này người bá đồ nhận được mệnh lệnh của trương tân kiệt lập tức hành động tuy hơi chậm hơn hàn văn thanh họ vẫn kịp thời triển khai phối hợp với anh Thấy An Văn giật luống cuống khiển tay nhỏ lạnh giá ù té chạy, Lý Nghệ Bác trên TV bỗng thở dài thườn thượt. Sao thế chỉ đạo lý? Phan Lâm lập tức hỏi. Từ ngày vào vòng chung kết, Lý Nghệ Bác hiếm khi nào thể hiện thái độ rõ ràng như vậy lắm. Còn non kinh nghiệm, An Văn giật còn non quá. Cậu ta nên chờ thêm chút nữa, xem phía Diệp Tu có đột phá cục diện, cứu viện bên mình được không? Cắm đầu chạy chẳng khác nào gia tăng khoảng cách với đồng đội, pha xử lý này hơi dở rồi lý nghệ bác than thở đúng thật phan lâm ngẫm nghĩ phát hiện hắn nói không sai hàn văn thanh tuy hành động cực nhanh nhưng nếu muốn toàn quân bá đồ lập tức bao vây tay nhỏ lạnh giá thì hơi khó họ chỉ định bố trí thế tấn công nhằm vào tay nhỏ lạnh giá hòng áp chế hưng hân và chiếm chủ động ấy vậy mà tay nhỏ lạnh giá lại co chân bỏ chạy bá đồ ngược lại có lợi nếu mượn thế đuổi đánh mục sư xa khỏi hưng hân đừng nói chiếm chủ động đây sẽ là bước ngoặt quyết định thắng lợi Cơ hội như thế, các lão tướng bá đồ sẽ để lỡ sao, đánh, đã Đá tích sức cả một mùa giải, gặp cơ hội quyết định thế này, không đánh còn đợi khi nào, âm. Âm ầm, bom đạn luôn luôn là tín hiệu vang dội nhất trên chiến trường. Bách hoa liếu loạn của Trương Giai Lạc phát động toàn lực, kỹ năng ùn ùn ném ra không do dự, tấu lên nhà khúc ánh sáng hoa lệ nhất sàn đấu. Lãnh ám lôi của lâm kính ngôn bỗng trở nên sắc bén như báo, di chuyển xung quanh quân mạc tiếu, mục vũ tranh phong và hải vô lượng không ngừng sử dụng kỹ năng lưu manh để quấy rối, rút tỉa. Tay trần cản vũ khí, khác nào khiêu vũ trên đầu đao lưỡi kiếm. Âm chín độ của Tần Mục Vân là người tấn công tay nhỏ lạnh giá trực tiếp nhất, nhưng thế tấn công của y không nhằm vào ngăn chặn mà hướng đến xua đuổi. Bá đồ đang muốn tay nhỏ lạnh giá chạy càng nhanh càng tốt, bởi như thế mới có lợi cho họ. Xem đến đây, khán giả mới hiểu ý lý nghệ bác muốn nói. Cục diện trước mắt cho thấy gió trị liệu, người quan trọng nhất với đoàn đội đang bị cô lập và có khả năng bị giết, hưng hân gặp nguy hiểm hơn cả lúc quân Mạc Tiếu và một vũ tranh phong bị vây nhốt. Sao Diệp Tu không bảo ban an văn giật nhỉ? Phan Lâm lo ngại, muộn rồi, Lý Nghệ bác thở dài, bá đồ sẽ cho anh cơ hội bổ khuyết sai lầm à? Từ quyết định sai lầm đầu tiên của An Văn Giật, mọi đường lui của cậu ta đều đã bị bá đồ chặn đứng. Chịu thôi, tuyển thủ bá đồ ai cũng mạnh về kinh nghiệm cả. Kinh nghiệm, đó là tài sản quý giá nhất của các lão tướng, cũng là thứ được sử dụng xuất sắc nhất bởi bá đồ ngoài diệp tu khắp liên minh này còn ai nhiều kinh nghiệm hơn ba vị lão tướng dưới cờ bá đồ chạy tay nhỏ lạnh giá chỉ còn biết chạy kênh chát hưng hơn không xuất hiện bất cứ thứ gì có thể gây ảnh hưởng đến sự tập trung của an văn giật cậu khiển tay nhỏ lạnh giá cắm đầu chạy bởi không có lựa chọn nào khác Xong, đây cũng là điều bá đồ mong muốn tay nhỏ lạnh giá chạy càng nhanh càng xa bá đồ càng nhẹ gánh chẳng lâu sau bóng dáng tay nhỏ lạnh giá khuất khỏi tầm nhìn của nhóm Diệp Tu. Họ không thể duy trì khoảng cách như cũ vì phải đối phó với địch liên tục. Pha thoát vây đã lấy đi quá nhiều máu của quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ tranh phong, bên bá đổ lại có mục sư hỗ trợ, hưng hân không dám vô lô. Dưới sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt, bá đồ không vì đánh đuổi tay nhỏ lạnh giá mà giá đổi hình. Tay nhỏ lạnh giá chạy càng xa, họ càng rút dần hỏa lực đổ xuống cô nàng. Đến khi cô nàng mất dạng, Họ ngừng bắn hẳn, chỉ để một mình Đại Mạc Cô Yên tiếp tục truy sát. Để Hàn Văn Thanh sâu lâu với một trị liệu, một tân binh trị liệu, còn đầu này, nhóm Diệp Tu ôm ba cây máu không đẩy versus bốn người bá đồ trong khi trị liệu bá đồ vẫn sừng sững. Thôi xong, Lý Nghệ bác nhịn lắm mới không thốt lên như thế. Nếu đang trong vòng bảng, hắn chắc chắn đã báo kết quả sớm. Nhưng, vì là bán kết, toàn các tay cao thâm khó lường, hắn cảm thấy im lặng vẫn hơn. Còn biến số nào chăng? Suy xét mọi hướng, Lý Nghệ Bác bỗng nhớ đến là tập của Hưng Hân. Đã thế này rồi, là tập vẫn chưa lộ diện. Chẳng lẽ Hưng Hân chỉ cử cậu ta vào trận để farm XP thật, ủa khoan, một ý nghĩ vụt qua đầu Lý Nghệ Bác. Đại mà cô Yên truy sát tay nhỏ lạnh giá coi như là tách đội, nếu mùi quang đột nhiên xuất hiện hỗ trợ tay nhỏ lạnh giá thì sao? Pháp sư triều hồi kết hợp với mục sư, muốn vờn tay ngắn nhất vinh quang như nhà quyền Pháp đâu có khó, ạc, à, chắc chưa? chỉ mới sự nghĩ, Lý Nghệ Bác đã tự đặt nghi vấn. Bình thường thì đúng, nhưng nhà quyền pháp này do ai cầm? Hàn Văn Thanh, cái người gió xương chẳng sờn, hung như mãnh hổ ấy. An Văn giận Ư, La Tập Ư, hai tên tân binh này nghe nói đều là sinh viên đại học, giữa đường chạy qua làm tuyển thủ chuyên nghiệp, lại muốn vờn con mãnh hổ Hàn Văn Thanh, chưa kể, Lý Nghệ Bác đưa ánh mắt về phía khác. Cứ cho là hai tên nhóc cân được Hàn Văn Thanh, thì cũng phải trải qua một trận ác chiến trong lúc đó đầu chiến trường kia phải làm sao ba người bên diệp tu chịu nổi mũi tấn công dữ dội của ba người bá đồ kèm một trị liệu ư nếu trao đổi e rằng người lỗ cuối cùng là hưng hân đúng là tính toán không một sơ hở đúng là trương tân kiệt mùa giải sau chót mà lý nghệ bác còn ở bá đồ cũng là mùa giải trương tân kiệt mới vào liên minh ở mùa giải này vương triều gia thế đang trên đỉnh cao phồn thịnh chuẩn bị giành luôn quán quân thứ tư thì bị bá đồ đánh bại bá đồ chính là kẻ đá chấm dứt sự lũng đoạn quán quân của gia thế chỉ đánh cùng nhau một mùa giải nhưng trương tân kiệt để lại cho lý nghệ bác ấn tượng rất sâu kể lại cũng có chút xấu hổ năm đó đám tiền bối trong đội hóng cái tính tình cái nếp sống cứng nhắc như máy móc của cậu tân binh hơn là tài chơi vinh quang ừ thì ai bảo người đâu mà quái gờ dở hơi thế chứ mãi đến khi cả lũ nhờ vào trình ca vờ hoàn hảo không một sai lầm của cậu ta mà giành về cúp quán quân Họ mới ngỡ ngàng nhận ra, Trương Tân Kiệt là một tân binh xuất sắc đến bậc nào. Thời gian trôi và cứ trôi, nhìn Trương Tân Kiệt của hôm nay, Lý Nghệ Bác phát hiện cậu tân binh năm ấy đã lên trình, lên kinh nghiệm, nhưng phong cách vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Thường nghe Hàn Văn Thanh kiên trì 10 năm như một, nhưng nếu xét ra, phong cách trước sau như một của bá đồ là nói về Trương Tân Kiệt đấy chứ. Kêu người này thay đổi thói quen, e rằng còn khó hơn giết hắn nữa, hai kẻ cố chấp gặp phải nhau trở thành một cặp hợp tác phong cách có chỗ không tương đồng thế nhưng họ vẫn cứ ngoan cố mà đi cùng nhau suốt bấy nhiêu năm họ giành được một quán quân nhưng chưa từng lập nên vương triều thuộc về riêng mình có lẽ đây chính là nguồn gốc vấn đề họ biết rằng cần phải thay đổi nhưng không ai chịu thay đổi cả giờ đây một trong hai người bắt đầu điều chỉnh bản thân tuy bên trong chất chứa những bất đắc dĩ mà năm tháng vô tình mang tới nhưng chưa chắc điều đó là xấu bấy nhiêu năm qua hai vị át chủ bài hai đầu tấn công và phòng thủ, nắm đấm cứng rắn nhất và tấm khiên kiên cố nhất của bá đồ, lần đầu tiên mới thật sự dung hòa vào nhau, sóng vai bên nhau cùng tiến cùng lùi. Chiến thắng đi, trước nay, Lý Nghệ Bác luôn duy trì thái độ chuyên nghiệp khi tham gia bình luận. Nhưng giờ phút này nhìn thấy sự ăn ý mà bá đồ trông đợi suốt bao năm qua đã thực sự thành hình, còn thành hình vào cuối sự nghiệp đánh giải của Hàn Văn Thanh, trái tim Lý Nghệ Bác đã quyết định đứng về phía bá đồ hắn chỉ hy vọng rằng kỳ tích không đến quá muộn, để hai người nọ vẫn kịp giành về quán quân thêm một lần nữa. Cố lên, Lý Nghệ Bác lặng lẽ gào thét trong lòng. Hắn không mất trí đến mức thiên vị rõ rệt trên sóng trực tiếp, vì điều đó đồng nghĩa với mất việc. Trên TV, tổ ghi hình đã chịu cắt cho muội quang một cửa sổ nhỏ. Muội quang không ngừng di chuyển, cửa sổ nhỏ cũng di chuyển theo cậu. Quan sát biến động tọa độ, Lý Nghệ Bác rốt cuộc đã nhìn ra phương hướng hành động của La Tập. Muội Quang không đi phục kích đại mạc Cô Yên, cậu ta đang lao về đầu chiến trường có đông người nhất. Quả nhiên, Hưng Hân không phải loài thiếu não, như Lý Nghệ bác nhận xét, cho muội Quang đi phục kích đại mạc Cô Yên là vô cùng ngu dốt. Nhưng chạy qua hỗ trợ bên này thì khôn hơn sao? 4v4, đối thủ có trị liệu, cục diện hoàn toàn không có lợi cho Hưng Hân. Chắc Hưng Hân đang hối hận vì không cho Đường Nhu vào trận nhỉ. Với lối đánh hổ báo và khô máu của cô, Muốn lao vào quấy rối Đại Mạc Cô Yên hay nhiễu loạn chiến trường đều có thể tạo bước ngoặt. Chứ còn la tập thì làm được gì? Chương 1511, bắt đầu game ở phút 13 giờ 32 dịch bởi lá mùa thu phút thứ 13 giờ 32, mùi quang của Hưng Hân mới xuất hiện trên chiến trường, dù là fan hay anti cũng xấu hổ dùm. Đây là thời điểm mid game của các trận đoàn đội thường thấy, trận nào đánh nhanh cũng có thể đến hồi kết luôn. Thế mà thận này, tướng thứ năm Hưng Hân chỉ mới ló mặt đầu game đến giờ chỉ đánh với bốn người, hưng hân gánh kiểu gì ấy nhỉ, nhìn lại thời gian, khán giả ngơ ngác phát hiện vấn đề. Có một số khán giả trí nhớ tốt, bỗng nghĩ đến trận đoàn đội hiệp đầu tứ kết, chẳng phải hưng hân cũng giấu mất một người, dùng bốn người đối phó làm vũ đó sao? Hơi bị giống trận này, trận kia hưng hân thắng kiểu gì, mọi người vắt óc tìm kiếm manh mối, ai ngờ vắt hết nửa buổi mới sực nhớ ra, đậu hóa, có thắng yếu đâu. Hôm đó Hưng Hân thua đoàn đội chỉ thắng chung cuộc nhờ hơn điểm thôi. Hôm nay Hưng Hân thắng lôi đài chỉ với một điểm đầu người, nếu thua sát nút thì kết quả chung cuộc sẽ hòa, lẽ nào Hưng Hân muốn hòa trận này, dĩ nhiên không thể. Nghĩ không ra, khán giả chỉ đành xem tiếp, ma giới chi hoa, muội quang vừa xuất hiện liền triệu hồi một đóa ma giới chi hoa như bao pháp sư triệu hồi khác thường làm, y ạch trồng xuống đất. Và ầm, ầm ầm, một trời khói lửa kèm thuốc súng tràn qua ma giới chi hoa biến thành một cục than đá chi hoa đen xì. Ha ha ha, ngoài trận, tiếng cười ầm vang hệt như tiếng pháo. Khắc tinh của ma giới chi hoa là ai? Các tay súng, súng có tầm bắn xa, ngoài phạm vi kiểm soát của đóa hoa không biết di chuyển. Gặp họ, nó chỉ như cái bia tập bắn. Thêm vào đó, ma giới chi hoa rất sợ sát thương hệ lửa và ánh sáng. Đạn pháo dĩ nhiên có thuộc tính lửa, bắn lên ma giới chi hoa sẽ gây sát thương phụ trợ. Gặp các đội hình có tay súng, pháp sư Triệu Hồi phải rất cẩn thận trong việc sử dụng kỹ năng này. Bá Đồ có đến hai tướng hệ súng, La Tập lại chọn Ma Giới Chi Hoa làm chiêu khởi đầu. Hoa vừa được triệu hồi, chưa kịp nở đã bị họ xoay nòng súng, nướng cho cháy thành than. Phen Bá Đồ dần dần cười nhạo cậu tân binh mà hưng hân giấu hàng đến tận phút 13 giờ 32 khi xuất hiện lại đánh một cách quá ngu muội. Nhưng rất nhanh, họ đã tự vả mặt ma giới chi hoa không đem về hiệu quả thường thấy nhưng khi xuất hiện nó đã bắt hai tay súng bá đồ chuyển mục tiêu gây nên khoảng trống trong thế tấn công toàn đội hai tay súng bá đồ ngây thơ đến mức không hiểu ư không nhưng họ nào có lựa chọn khác vị trí mùi quang trồng ma giới chi hoa quá đắc địa nếu không đốt nó liền thì tay ngắn như lãnh ám lôi chắc chắn chịu quấy dày khi đó thế tấn công của bá đồ vẫn lộ khoảng trống mà thôi khả năng khống chế của lưu manh mạnh hơn tay súng nên nếu phải trao đổi, họ sẽ chọn. Hy sinh bản thân, hai tay súng chuyển mục tiêu không chút do dự, cố giảm thiểu khoảng trống đến mức nhỏ nhất. Nhưng nhỏ đến đâu đi nữa, khoảng trống vẫn tồn tại. Dù rằng phóng mắt khắp giới chuyên nghiệp cũng không mấy ai đủ sức chớp lấy cơ hội này, Diệp Tu lại là một trong số đó. Hồ Quang Thiểm, một luồng sáng vút lên, quân mạc tiếu lao khỏi vị trí đang đứng, di chuyển một khoảng cách lớn chỉ trong nháy mắt tầm kích gạch, lãnh ám lôi lập tức ném gạch vào sau gáy quân mạc tiếu. Bốp, ai ngờ từ đâu xuất hiện một người, hải vô lượng. Hắn đột ngột nhảy ra tung trường, đỡ gạch hộ quân mạc tiếu, khoan bàn đến độ chuẩn trong thao tác, dự đoán từ sớm là điều phải làm. Nếu người đỡ chiêu không phải phương duệ, kẻ hiểu rõ lâm kính ngôn nhất, e rằng khả năng thành công cực thấp. ầm ầm ầm, tiếng pháo vang lên liền mạch, một vũ tranh phong vừa bắn vừa di chuyển, mục tiêu tấn công là thạch bất truyền còn quân mạc tiếu sau khi kéo dán khoảng cách thì mượn cover vờ từ vô số cây cối trong rừng né đạn từ hai tay súng đã quay nòng về chăm sóc hắn mục tiêu kế tiếp của hắn cũng hiện rõ thạch bất truyền chính là thạch bất truyền chớp lấy cơ hội nhỏ bé kia hưng hân không chạy mà lại truyền sang phản công họ muốn nhằm vào trị liệu bá đồ nhưng không gì qua mắt được trương tân kiệt mục đích của hưng hân vẫn là rút quân tấn công thạch bất truyền của hắn hưng hân chỉ muốn vây ngụy cứu triệu buộc bá đồ điều quân về cứu viện nhìn thấu mọi việc trương tân kiệt bắt đầu tính toán các phương án nếu mặc kệ hưng hân dư sức thuận thế focus hắn luôn khi ấy hai bên sẽ tiến hành trao đổi hưng hân giết hắn và chịu thương tổn nặng nề tuy nhiên để biết bên nào lợi và bên nào hại thì phải xem chiến tuyến hàn văn thanh vs an văn giật người như Trương Tân Kiệt sẽ luôn hướng đến giải pháp chắc ăn nhất, đáng tìm cậy nhất. Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên kênh bá đồ. Trương Tân Kiệt cần xác nhận tình huống phía Hàn Văn Thanh, câu trả lời hắn nhận được là dấu ba chấm. Ý nghĩa của dấu ba chấm là vẫn đang tiến hành. Hàn Văn Thanh chưa tóm được An Văn Giật. Trương Tân Kiệt thở dài. Vậy chỉ đành từ bỏ giải pháp trao đổi, vì Hàn Văn Thanh không thể cho hắn kết quả xác định lỡ như tay nhỏ lạnh giá nhờ thông thạo bản đồ mà vòng về tập trung với Hưng Hân, Hưng Hân sẽ lợi hơn bá đồ ở mặt trị liệu. Chưa kể, góc kia bản đồ có điểm thay người, bá đồ dốc toàn lực tấn công, giả sử giết được một tướng Hưng Hân, tướng thứ sáu gia nhập và tiếp ứng tay nhỏ lạnh giá, một tướng kèm một mục sư, versus đại mạc cô yên một thân một mình, trương tân kiệt lược qua các tình huống có thể xảy ra trong đầu. Hắn không dám chắc liệu Hưng Hân. Có nhằm vào một trong cách hướng đi đó không, Hắn chỉ biết nếu lúc này mình không điều phối yểm trợ là không xong. Dưới mệnh lệnh mới của Trương Tân Kiệt, thạch bất chuyển lui về trong lúc hai tay súng khống chế quân Mạc Tiếu, lãnh ám lôi cũng từ từ bứt ra. Không ngoài dự tính của Trương Tân Kiệt, Phương Duệ và Tô Mộc tranh lập tức ngừng chống trả, rời khỏi phạm vi kiểm soát của Lâm Kính Ngôn. Hai phe tách khỏi nhau trên chiến trường, mọi biến chuyển đều bắt nguồn từ đóa ma giới chi hoa đơn giản của muội quang đóa ma giới chi hoa chưa kịp nở đã bị đốt cháy thành than kia. Nhưng đó chưa phải kết thúc, Vì một mực truy cầu biện pháp an toàn, Trương Tân Kiệt cũng không phải kẻ ngoan ngoãn cho người ta dắt mũi. Trong mọi tình thế, hắn luôn ngoan cố mà tìm kiếm con đường đột phá khác. Lãnh ám lôi đang rút về thì bất ngờ đâm lên, báo táp đầu đường, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh sử dụng đại chiêu. Chỉ thấy nào gạch, nào bình xăng, nào châm độc, Mọi kỹ năng cấp thấp lưu manh thường dùng để ẩu đả đường phố ảo ạt tuôn ra. Mục tiêu, Quân Mạc Tiếu, Thả Phương Duệ và Tô Mộc Tranh, nhưng Trương Tân Kiệt muốn bắt Diệp Tu. Lúc nãy khi nhìn ra ý đồ hưng hơn muốn focus mình, hắn thăm dò tình hình bên Hàn Văn Thanh và suy nghĩ khá kỹ để đi đến quyết định. Nếu chấp nhận trao đổi thì không bàn, nhưng nếu không chấp nhận trao đổi, thời gian hắn tốn cho việc suy nghĩ kỹ càng lại trở nên có lợi cho bá đồ. Suốt thời gian ấy, Hưng Hân vẫn duy trì chống trả. Theo quán tính, họ dần dần dấn sâu vào thế phản công. Càng thiên về phản công, muốn rút chân ra càng khó. Thế nên khi Phương Duệ và Tô Mộc Tranh bước đi, Bá Đồ chuyển sang focus Quân Mạc Tiếu, bước chân lỡ đạp xuống bùn của hắn không dễ rút lên. Nếu Hưng Hân vòng về cứu Quân Mạc Tiếu từ bên ngoài, quyền chủ động sẽ quay lại với Bá Đồ. Có con tin Diệp Tu trong tay, họ tha hồ áp chế Hưng Hân đừng hòng chạy báo táp đầu đường của lãnh am lôi là cơn bão kỹ năng với những hiệu ứng khống chế mạnh quân mạc tiếu không thể không xử lý soạt ô thiên cơ dương rộng quân mạc tiếu định che khiên càn thẳng ầm um, một luồng sóng khí lan mạnh phía trước hắn lực chấn động lớn đến mức khiên không đỡ nổi quân mạc tiếu trượt về sau bom sung chấn vừa thấy quân mạc tiếu dương ô bách hoa liễu loạn lập tức ném bom dù chú ý thế nào đi nữa việc che khiên luôn làm nhân vật bị chắn tầm nhìn. Trương Giai Lạc biết chắc điều đó nên chọn sử dụng bom sung chấn, ném với góc độ mà cả Diệp Tu cũng không thể phát hiện. Diệp Tu vượt vòng vây thất bại, người hưng hân vội vàng tới cứu. Có tiếng chim ưng thét gào, mùi quang lộ mặt ở phút 13 giờ 32 nhưng đến giờ mới chính thức tham chiến. Lôi ưng được thả, há miệng, phun xét xuống đầu lãnh ám lôi, đoàn 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 đoàn, trong tiếng súng vang không ngừng lôi ưng lên cơn co giật giữa trời âm chín độ âm chín độ của tần mục vân bắn phát nào chúng phát nấy lôi ưng như thể bị y đóng đinh giữa không trung trình bắn súng thần thánh kỹ thuật đỉnh cấp khán đài phen bá đồ thậm chí có người hô to súng vương súng vương lôi ưng đứng máy nhưng muội quang vốn theo đấu pháp tứ thú nào chỉ sở hữu một con thú triệu hồi linh miêu con thú hành động nhanh nhẹn không thua gì lôi ưng đã vụt lao ra từ bụi cỏ cùng lúc với nó. Đoàn, lại có tiếng súng vang, đạn lơ lửng, Linh Miêu bị bắn cho lơ lửng giữa đường nhảy. Thêm một tiếng, ầm, một quả lựu đạn dịu dàng hôn nó trên không. Sóng khí từ vụ nổ hất nó về với nơi bắt đầu. Khán giả cười rộ, cậu la tập này cứ hế ra tay là như diễn hề. Bá đồ xử lý cậu ta dễ như bỡn, toàn bằng những thao tác đẹp mắt và trình cao vời vợi. Lần này, khán giả tự và mặt còn nhanh hơn lần trước quân mạc tiếu đột phá mộc vũ tranh phong và hải vô lượng còn chưa kịp hành động muội quang chỉ triệu hồi hai con pet là đủ tạo nên khoảng trống cho quân mạc tiếu phá vòng vây khán giả có gà đến mấy cũng phải hiểu ra rằng la tập không vào trận chỉ để tấu hài rút quân quân mạc tiếu vừa thoát vây toàn quân hưng hân lùi về đuổi theo bá đồ lao lên truy sát họ cần truy sát và buộc phải truy sát vì đại mạc cô yên đang đuổi theo tay nhỏ lạnh giá ngoài rìa chiến trường rất có khả năng bị hưng hân bao vây ngược trương tân kiệt một lần nữa yêu cầu hàn văn thanh xác nhận tình hình chương 1512, áp bức ngạt thở và tính toán tinh vi địch bởi lá mùa thu ba chấm câu trả lời của hàn văn thanh vẫn là dấu ba chấm con mồi của anh chỉ là một mục sư một mục sư không được bảo kê bị áp sát phát là lên trời trong một nốt nhạc thế mà hàn văn thanh vẫn dẫm chân tại chỗ vẫn trả lời rằng đang tiến hành ý anh là nãy giờ anh còn chưa đuổi kịp tay nhỏ lạnh giá trương tân kiệt cảm thấy hơi bị lạ tất cả những người hiểu ý nghĩa của dấu ba chấm đều cảm thấy như hắn tổ ghi hình bèn chuyển góc quay sang đầu kia chiến trường quả thật đại mạc cô yên chưa đuổi kịp tay nhỏ lạnh giá khoan bàn đến người bá đồ hay khán giả bản thân hàn văn thanh cũng đang kinh ngạc nghề trị liệu vốn chân ngắn càng không sở hữu kỹ năng thoát thân Tuy nhà quyền pháp buộc phải áp sát đối thủ mới đánh được, nhưng thân thủ của họ rất nhanh nhẹn, kèm vài kỹ năng hỗ trợ di chuyển, họ chắc chắn vượt xa mục sư về tốc độ. Nhưng không đuổi kịp là không đuổi kịp, phải trang tay nhỏ lạnh giá mặc đồ cộng tốc độ chạy, chiến thuật này hưng hân từng dùng trong vòng khiêu chiến. Mục sư chân dài biến thành chướng ngại cho đối thủ trong trận đó, nhưng trận này tay nhỏ lạnh giá mặc xét đồ trị liệu bạo kích chế riêng, tốc độ hệt như các mục sư bình thường, chân vẫn ngắn và đời vẫn đắng nhưng đại mạc cô yên lại không bắt được cô nàng dù vô cùng ngạc nhiên hàn văn thanh biết rất rõ nguyên nhân là vì địa hình an văn giật thuộc lầu đường xá khu làng trong rừng nơi mà phạm vi hoạt động không chỉ giới hạn trên một mặt phẳng nhà cửa xây trên cây tạo thành địa hình nhiều tầng vô cùng phức tạp tay nhỏ lạnh giá di chuyển không nhanh nhưng rất biết lợi dụng địa hình luồn lách như con thoi ban đầu khán giả còn hoàng hồn khi thấy hàn văn thanh không tóm nổi cu mục sư khiếm khuyết của hưng hân nhưng sau một lúc theo dõi diễn biến mọi người lại cảm thấy hàn văn thanh chưa bị bỏ rơi còn kẻ sát theo an văn giật như thế là quá im ba rồi thật sự quá im ba đúng nếu nói bất ngờ an văn giật còn bất ngờ hơn cả hàn văn thanh cậu vốn dĩ cho rằng mình đã nghiên cứu rất sâu luyện tập rất kỹ và sẽ chẳng có gì khó nếu muốn thoát khỏi một kẻ truy sát ở khu vực này cậu sai rồi cậu thất bại rồi hàn văn thanh tuyển thủ vinh quang mà An Văn Giật hâm mộ nhất là Trương Tân Kiệt, nhưng đã là fan bá đồ, không một ai sẽ không tôn kính đội trưởng Hàn Văn Thanh. An Văn Giật đã theo bá đồ suốt bao năm, sao có thể không biết rõ về họ. Song chỉ khi bước chân vào giới chuyên nghiệp, An Văn Giật mới hiểu được rằng, sự dũng mãnh từng chiêm ngưỡng qua màn hình TV chẳng thể sánh nổi một phần trải nghiệm thực chiến. Cảm giác áp bức khi bị đại mạc cô yên truy sát làm an. Văn giật chạy một đường là đổ mồ hôi tay một đường. Nhưng cậu nào dám dừng lại để lau? Dưới áp lực quá lớn đó, lòng tự tin nhờ nắm gió địa hình dần dần tan biến. An văn giật cô biết mình có thể cố thêm bao lâu nữa. Hàn văn thanh còn chát được dấu ba chấm trả lời đồng đội, chứ an văn giật thì đừng mơ cục cựa ngoài việc khiển tay nhỏ lạnh giá chạy như điên. Cậu thậm chí không dám chớp mắt, bởi mỗi quyết định đều phải nhanh chóng hơn cả nhanh chóng, thận trọng hơn cả thận trọng. Đến giờ vẫn chưa mắc sai lầm ư? sự kinh ngạc của Hàn Văn Thanh đã dần dần chuyển từ khả năng lợi dụng nhuần nhuyễn bản đồ của An Văn giật sang cái đầu lạnh của cậu khi đối diện với áp lực. Quả nhiên ngoại giới nhận xét không sai, tân binh hưng hân có thể chỉnh cao hoặc thấp, nhưng ai ai cũng có tâm lý cực vững. Một tân binh bị Hàn Văn Thanh truy đuổi thế này mà vẫn tỉnh táo, nhận định đường lối cẩn thận và chuẩn xác. Hàn Văn Thanh không khỏi nghĩ đến một người, Trương Tân Kiệt, người hợp tác lâu năm của anh. Gọi là hợp tác nhiều năm, chứ kỳ thực mùa giải thứ tư trương tân kiệt mới gia nhập bá đồ ngày ấy trong mắt hàn văn thanh hắn chỉ là một hậu bối một tân binh nhưng tân binh trương tân kiệt của những ngày đầu cũng không khác gì an văn giật hôm nay đặt bước chân đầu tiên lên chiến trường lớn cỡ nào cũng không biết run rẩy nhờ sự bình tĩnh và thận trọng đó hắn mới trở thành hậu phương kiên cố nhất của cả chiến đội bá đồ xét về trình an văn giật còn lâu mới sánh nổi với trương tân kiệt ngày xưa nhưng tinh thần và ý chí của cậu ta lại khiến Hàn Văn Thanh chợt nhớ về quá khứ đã qua. Tuy nhiên, anh sẽ không vì thế mà chùn tay. Đừng nói đây chỉ là một tuyển thủ hơi giống Trương Tân Kiệt, cho dù Trương Tân Kiệt thật sự chuyển nhượng đến đội khác và rồi chạm chán anh trong tình huống tương tự, anh cũng sẽ tuyệt đối đem toàn lực ra ứng phó. Trong cách nhìn của anh, đó chính là sự tôn trọng lớn nhất. Truy sát, tiếp tục truy sát, trả lời Trương Tân Kiệt thêm lần nữa, Hàn Văn Thanh không hề nhụt chí, không hề cảm thấy túng quẫn vì mãi chưa tóm được một tên tân binh tinh thần tập trung tối đa anh chỉ quan tâm một điều duy nhất làm sao bắt kịp tay nhỏ lạnh giá đúng lúc này tay nhỏ lạnh giá đột nhiên bẻ góc sang ngang cái rụp bẻ góc bất ngờ là một trích thường thấy để cắt đuôi nhưng suốt đường truy đuổi nãy giờ hàn văn thanh chưa từng thấy an văn giật sử dụng trích này dùng sự bất ngờ để thử thách độ nhạy của đối thủ chỉ cần đối thủ phản ứng nhanh thao tác ổn thì vẫn bắt kịp như thường Do vậy, An Văn Giật mới không sử dụng vì quá nguy hiểm. Cậu biết rõ sức nặng của trị liệu như mình trong cuộc đấu đoàn đội. Dù rằng, trình thấp bị gọi là khiếm khuyết của Hưng Hân, nhưng chỉ cần còn sống, cậu vẫn có tác dụng rất lớn. Thế nên An Văn Giật rất biết tự bảo vệ mình. song hiện tại, cậu lại đi nước cờ hiểm đã lảng tránh suốt bấy lâu. Phục hồ đằng tường, Đại Mạc Cô Yên Lập tức ra chiêu hổ báo anh lao thẳng đến trước trong tiếng ồ lên dữ dội của khán giả không chúng phục hộ đằng tường hút trượt một cách suýt soát nhưng khi ra chiêu hàn văn thanh đã thủ sẵn bước kế tiếp đạp không chúng con mồi mà chúng gốc cây đại mạc cô yên thụp người xuống mượn lực dẫm mạnh và búng mình nhờ lực dẫm tốc độ của đại mạc cô yên tăng vọt anh lao đi như pháo rời nòng thế mà an văn giật cứ như đã đoán trước mọi việc sớm khiển tay nhỏ lạnh giá lăn sang bên Đại Mạc Cô Yên lần thứ hai đánh hụt, hết cách xoay chuyển. Thiên cân trụy, Hàn Văn Thanh vội bật thiên cân trụy cho Đại Mạc Cô Yên rơi gấp xuống, nhưng vì cú dẫm mượn lực vừa rồi quá mạnh nên dù phanh vội và thả rơi, anh cũng đã nhảy quá lố. Nhìn lại, tay nhỏ lạnh giá bỏ xa anh một khúc. Chúng kế rồi, Hàn Văn Thanh vừa khiển Đại Mạc Cô Yên đuổi theo, vừa bất đắc dĩ thở dài. Anh không phải dạng tướng trí tuệ thiên về mưu kế, còn đối thủ tuy là tân binh, nhưng giỏi lừa lọc hơn anh rất nhiều. lợi dụng địa hình, an văn giật đoán chính xác những gì hàn văn thanh sẽ làm và lập ra một kế hoạch thoát thân đầy nguy hiểm. xuất thân là fan bá đồ, an văn giật dĩ nhiên biết rõ đội trưởng hàn văn thanh của mình thế nào. từ ngày vào giới chuyên nghiệp, những hiểu biết ấy đều làm lợi cho việc nghiên cứu đối thủ. hôm nay tất cả đã trở thành vũ khí dưới tay cậu, được cậu sử dụng một cách hoàn hảo. khán giả và hai bình luận viên thì không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có điều họ rõ hơn Hàn Văn Thanh Lý do An Văn Giật phải chơi cú hiểm. Bởi vì kênh chat hưng hơn phát sinh tín hiệu, Diệp Tu đang gọi An Văn Giật quay về tập trung. Có thể ư, giây phút nhìn thấy dòng chat từ Diệp Tu, mọi người đưa ánh mắt về Đại Mạc Cô Yên đang đuổi sát gót tay nhỏ lạnh giá mà tự hỏi trong lòng. Và rồi, phá át thân ngoạn mục của tay nhỏ lạnh giá đã xóa tan mọi ngờ vực của họ. Nhưng hãy khoan vui mừng qua sớm, có một mục tiêu cần đến, đường chạy của An Văn Giật bị bó buộc hẳn cậu phải chọn lựa gắt gao hơn để hướng di chuyển không quá lệch. Trong khi đó, Hàn Văn Thanh cũng nhận được tin từ Trương Tân Kiệt. Hắn báo cho anh tọa độ toàn quân, đồng thời hỏi vị trí của anh hiện tại. Đối chiếu hai sự kiện, ý đồ hành động của An Văn Giật lập tức bị Hàn Văn Thanh nhìn thấu. Chỉ cần biết đối thủ đang muốn làm gì, Hàn Văn Thanh có thể dự đoán chính xác hơn. Anh đỡ phải mù mờ, đỡ phải cắm đầu chạy theo mục tiêu một cách. Thiếu định hướng đại mạc cô yên truy sát tay nhỏ lạnh giá càng lúc càng khớp nhịp thỉnh thoảng còn khiến người xem ngỡ rằng hai người không phải truy đuổi và trốn chạy mà đang đi cùng con đường hướng về cùng điểm đến những trích lừa tình của an văn giật cũng mất hết tác dụng lộ hàng rồi phát hiện đại mạc cô yên hành động gọn gàng và rút ngắn khoảng cách thấy gió an văn giật liền nhận ra vấn đề nhưng đã đến nước này có tiếc nuối cũng vô ích chạy chỉ còn con đường duy nhất là chạy chơi trích cũng chỉ phí công phí thời gian mà thôi. Đây là đường đua tốc độ đúng nghĩa, nhưng một mục sư làm sao chạy thắng một nhà quyền pháp. Hy vọng của An Văn Giật đều đặt tại đồng đội, mong họ nhanh chóng cứu viện mình. Phóng chạy, thí thể lực, tay nhỏ lạnh giá kiên quyết bật phóng chạy. An Văn Giật muốn kéo dán khoảng cách lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Nhưng tiếc thay, đâu chỉ mình cậu mới biết xài chiêu này. Hàn Văn Thanh cũng biết, và ngoài truy đuổi tay nhỏ lạnh giá, sắp tới đại mạc cô yên không cần sử dụng điểm thể lực cho việc gì cả phóng chạy phóng chạy hết tốc lực đại mạc cô yên cũng thí thể lực chạy theo khoảng cách giữa hai nhân vật rút ngắn với một vận tốc mắt thường có thể nhìn thấy đuổi kịp rồi phan lâm gào lên cao phi cước đại mạc cô yên phi thân tung ra một cước chẳng dễ gì mới đuổi kịp tay nhỏ lạnh giá anh dĩ nhiên không muốn dùng các chiêu đá văng để giúp cô nàng bay xa khỏi mình anh chọn kỹ năng hất mục tiêu lên không của nhà quyền pháp cho tay nhỏ lạnh giá lơ lửng để từ từ giải quyết. Thế nhưng, ầm ầm ầm, ba đốm lửa bùng nổ trước mặt đại mạc cô yên và tay nhỏ lạnh giá. Tay nhỏ lạnh giá không bị xây xước, còn đại mạc cô yên bị sóng khí hất đi. Một bóng người luồn lách giữa rừng, cực nhanh vọt đến sát bên đại mạc cô yên, mang theo một vệt sáng. Học đâu ra cái trò bắt nạt con nít thế hả? Kênh chát chung là lời chào phúng lạnh lùng đến từ Diệp Tu. Trưa 1513, bên nào cũng kiên quyết dịch bởi lá mùa thi hoàn quân hưng hân kịp thời tập trung với trị liệu, phen hưng hân trong nhà thi đấu phấn khích hú hét trong khi phen bá đồ chán nản ủ ê, cơ mà tập trung rồi thì sao, tâm trạng phen bá đồ rất nhanh được xoa dịu bởi hưng hân cũng chẳng chiếm ưu thế ngay sau đó. Họ thành công gom An Văn giật về, nhưng bá đồ lẽ nào chưa kết nối với Hàn Văn Thanh. Cứ nhìn đội hình hai đầu chiến trường vừa rồi là biết, một đầu là Hàn Văn Thanh truy sát trị liệu hưng hân, đầu còn lại là bốn người bá đồ tính luôn trị liệu áp chế bốn người hưng hân thiếu thốn thùng máu. Đầu nào cũng không chiếm ưu, hưng hân cho dù tập trung cũng chỉ ngang cơ bá đồ mà thôi. Xét đến lượng tổn thất đầu game, cái thế ngang cơ này liệu có đủ cho họ cứu ván cục diện, hưng hân không tham đánh. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, quân mạc tiếu lao lên chơi vài chiêu tách rời đại mạc cô yên với tay nhỏ lạnh giá, cái đó hưng hân kéo nhau di chuyển như muốn rút quân. Bá đồ dễ gì buông tha trước mắt chính là thời cơ cực tốt để quyết định thắng thua, bá đồ nào sẽ sợ chính diện ác chiến, không giấu hàng, không giữ sức, bá đồ bỗng trở lại là bá đồ mà tất cả mọi người từng biết. Bá đạo, hồ báo, vô thẳng vào con mồi hưng hân đang muốn bỏ chạy. Hưng hân không liều, cây cối, bụi cỏ, nhà cửa, hưng hân lợi dụng mọi ca vờ từ địa hình, quán triệt tư tưởng rút lui. Tuy nhiên, cả đội rút rất khác với một người rút, Chỗ tốt là có thể hỗ trợ lẫn nhau nên có nhiều phương án lựa chọn hơn, còn chỗ xấu là chỉ cần một người sơ sẩy, tất cả đều bị ảnh hưởng. 2 giờ, 11 giờ, kênh đoàn đội bá đồ đột nhiên nhảy lên một dòng chat, không phải từ người vẫn luôn chỉ huy mà là Lâm Kính Ngôn, 2 giờ và 11 giờ là cách định vị theo đồng hồ. Thấy Lâm Kính Ngôn báo tin, người bá đồ lập tức khóa góc nhìn và lao đến hai hướng kia. Bản thân không phải chỉ huy, Lâm Kính Ngôn lại báo vị trí vào đúng lúc này ắt phải có lý do riêng. Đại mạc cô yên cắt sang hướng 2 giờ, bách hoa liễu loạn chặt về phía 11 giờ. Hai người nhanh chóng phát hiện mục tiêu cần nhắm đến, hải vô lượng, hải vô lượng của phương Duệ. Bằng sự hiểu biết với cựu đồng đội, Lâm Kính Ngôn tìm được thời cơ tóm hắn. Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc không nghi ngờ mảy may với phán đoán của anh, hành động cực kỳ dứt khoát khiến Phương Duệ bị vây giữa ba người. Tam tướng hợp thể, combo tam tướng vào thế lâm kính ngôn là người hiểu phong cách đánh của phương duệ nhất chơi dâm cấp thánh không phải ai cũng đuổi kịp mạch náo của hắn vì thế trên chiến trường đoàn đội phương duệ thường tách đội đi riêng lâm kính ngôn nắm quá rõ điều này nên đã chờ đợi một thời cơ chuẩn xác bố giáp hải vô lượng trong lúc người hưng hân không kịp trợ giúp vị tướng đi lẻ chạy qua cứu sau cũng được nhưng hải vô lượng đang bị bao vây hưng hân muốn cứu thì phải gạt bỏ kế hoạch rút lui của mình đã vậy có thoát nhanh hay không cũng là vấn đề đây chính là chỗ giờ của việc rút quân theo đội bởi một người bị tóm là cả đội chịu liên lụy tam tướng bá đồ lạnh lùng xuống tay focus hải vô lượng nhưng hưng hân còn lạnh lùng hơn bá đồ lấy 3 vs một áp lực đổ lên hưng hân giảm mạnh chỉ còn mục sư thạch bất truyền thiếu thốn kỹ năng áp chế và thiện xạ âm chín độ lẻ loi không đủ sức giữ chân bốn người hưng hân chạy cả một giây ngập ngừng cũng không thấy họ quả quyết bỏ rơi hải vô lượng người mình bị địch vây khốn họ không cho đó là điểm yếu họ cho đó là cơ hội rất dứt khoát lý nghệ bác không khỏi thốt lên quả thật sự dứt khoát của hưng hân làm mọi người đều bất ngờ chiến thuật thí chốt không lạ nhưng thông thường người ta thí chốt để tranh quyền chủ động còn với hưng hân lúc này con chốt bị thí kia không mang về thế chủ động mà chỉ là một cơ hội tháo chảy khỏi nguy nan họ định làm gì kế tiếp mất vị đại tướng phương duệ hưng hân yếu vẫn hoàn yếu. Bá đồ chỉ cần chơi trao đổi là đủ để dồn hưng hân vào ức chế. Thế nên Lý Nghệ Bác chỉ thốt lên một lời khen ngợi, nhưng rồi không tỏ thái độ đánh giá cao quyết định của họ. Chẳng qua không còn cách khác mà thôi. Sau một chàng phân tích, Lý Nghệ Bác nhận xét, giao tranh chính diện ở đây quá bất lợi cho hưng hân. Hy sinh một người để tranh thủ thời gian ổn định tình hình, sắp xếp lại kế hoạch tác chiến, lợi dụng ưu thế sân nhà, coi như vẫn khá hơn. Vậy sao? Nhưng Phan Lâm lại không tin tưởng cho lắm, bởi cái gọi là tranh thủ thời gian trong lời lý nghệ bác không hề xảy ra. Nhanh quá, đó mới là ấn tượng của người xem. Hải vô lượng bị giết cực nhanh, dường như chỉ vừa chớp mắt, tên hắn đã xám màu. Tốc độ đến từ đâu? Cũng từ dứt khoát mà ra, từ phong cách dứt khoát của bá đồ mà ra, thấy hưng hân lạnh lùng bỏ rơi phương rệ và quay đầu chạy thẳng, Trương Tân Kiệt cũng chẳng tốn lấy một giây tiếc nuối hắn chỉ thị toàn quân focus hải vô lượng hắn chẳng buồn quan tâm hưng hân sẽ âm mưu gì sau khi đào thoát cũng chẳng buồn tính toán phải lợi dụng việc này thế nào giết hải vô lượng trước đã đầu người luôn là ưu thế tốt nhất đáng tin nhất trên đấu trường vinh quang cơ hội ngay trước mắt không ăn là ngu một khí công sư mặc giáp vải sức phòng ngự vô cùng có hạn dưới sự focus của toàn quân bá đồ đội quân có cả giàn lão tướng ác ôn ấy Mấy chiêu phòng thủ đáng thương như lồng niệm khí hay khiên sóng khí cũng chẳng kịp. Dùng, thanh HP của hải vô lượng đã về không? Bá đồ lập tức chuyển mục tiêu, đuổi theo những bóng lưng vẫn còn trong tầm nhìn. Đây chính là chỗ Phan Lâm đặt nghi vấn. Sự hy sinh của Phương Duệ có giúp Hưng Hân tranh thủ được tẹo thời gian nào à? Lý nghệ bác cũng sửng sốt. Hắn không ngờ sức focus của bá đồ mạnh đến vậy. Phương Duệ nổi tiếng dâm nhất vinh quang mà chết trong một nốt nhạc khác chỉ con cá trên thớt, miếng thịt trong nồi. Hưng Hân tiêu rồi, Lý Nghệ Bác kết luận, với khoảng cách này, Hưng Hân khó lòng tháo chạy thành công. Chắc chắn phải giao chiến, nhưng họ đang thiệt mất một người. Hưng Hân rút theo hướng nào? Phan Lâm bỗng kêu lên, khu vực thay người, Lý Nghệ Bác đã nhìn ra. Từ khi quyết định thí phương duệ, hướng rút chạy của Hưng Hân rõ rệt hẳn. Họ di chuyển về điểm thay người, nơi tướng thứ sáu sẽ gia nhập chiến trường họ cần tập trung nhanh nhất có thể để gom đủ năm tướng, sau đó mới tính tiếp. Thế nhưng, đổi hướng rồi. Phan Lâm gào thét, ừ, Lý Nghệ Bác có phát hiện điều này. Thấy hải vô lượng bay màu và bá đồ tăng tốc truy sát, hưng hân bèn đổi hướng, không di chuyển về điểm thay người nữa. Đường Nhu vừa spawn trên bản đồ liền thấy Diệp Tu báo hướng tập trung mới. Hưng hân phải tránh xa điểm thay người, Lý Nghệ Bác nói, đôi công sắp diễn ra rồi, ở càng gần khu vực thay người càng có lợi cho bá đồ. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu, điều này không cần giải thích thêm, dưới tình huống cách biệt nhân số, đội chiếm ưu thế thường sẽ chơi trao đổi. Cách khu vực thay người càng gần, bá đồ càng dễ bổ sung đội hình vì vẫn đủ 6 tướng. Nếu cách xa và tướng thứ 6 bá đồ phải di chuyển, bá đồ sẽ có một khoảng thời gian chỉ đánh với đội hình 4 người. Và đó chính là lúc dễ xảy ra những pha lội ngược dòng nhất vinh quang. Vì thế các đội lấy ít đánh nhiều thường lợi dụng khoảng thời gian này chiến đội bá đồ mạnh về kinh nghiệm, nhưng hưng hân có diệp tu tọa chấn, chẳng lẽ lại kém. Điều chỉnh cực nhanh chỉ trong nháy mắt chứng tỏ hưng hân chưa bỏ cuộc. Họ vẫn đang tranh thủ mọi cơ hội, bá đồ đuổi theo bén gót, hưng hân không cách nào cắt đuôi. May sao họ đã thành công tập trung với tướng thứ sáu, Hàn Yên Nhu. Địa điểm tập trung kỳ thực không quá xa khu vực thay người. Có thể thấy Hưng Hân đã chỉ định sẵn một nơi, Hàn Yên Nhu không phải chạy theo quân mà chỉ cần đến đây trước, tự động vào chỗ, mai phục. Cô đang mai phục, tổ ghi hình đặc biệt zoom vào cho khán giả xem cận cảnh. Cũng vì nhìn thấy hành động này của đường nhu, Lý Nghệ Bác mới dám phán rằng đây là nơi hưng hân muốn quyết thắng bại. Tổ ghi hình rất hiểu ý khán giả, cắt ra một bảng so sánh trạng thái hai phe với thanh HP và mana đặc. Tả, mana tất cả đều ổn, đủ sức ác chiến một trận. Còn về HP, hưng hân vẫn ở thế yếu từ đầu game đến giờ lượng máu đã mất không kịp hồi về bởi tay nhỏ lạnh giá mải lo trốn chạy chiều bơm máu tức thời cũng không có cơ hội xài quyết chiến kiểu này hưng hân thắng nổi ư không một ai sẽ bắt kèo hưng hân dù hàn yên nhu đang núp lùm chuẩn bị úp sọt bá đồ có trương tân kiệt nổi tiếng cẩn thận lâu không thấy hàn yên nhu xuất hiện hắn chắc chắn đã đề phòng sẵn giàn lão tướng bá đồ giàu nhất là kinh nghiệm sự mai phục từ một mình cô có thể đem đến tác dụng bao lớn chưa kể Đường Nhu còn không phải dạng tướng giỏi về tập kích. Bảo cô đứng ra làm tướng giữ ải, có khi còn hiệu quả hơn. Bốn người thuộc cánh quân Diệp Tu đã tiến vào khu vực dự định, sau lưng là năm người bá đồ đuổi sát gót. Camera chiếu qua Hàn Yên Nhu, mọi chú ý đều dồn lên cô. Dù sao đi nữa, điểm mai phục của cô là điều duy nhất bá đồ chưa biết. Màn đánh lén của cô có lẽ là hy vọng cuối cùng của Hưng Hân rồi. Chiến mâu hỏa vũ lưu viêm trong tay Hàn Yên Nhu chậm chậm nhấc lên. Lao giá, Phục Long Tường Thiên, chương 1514, địa hình có lợi địch bởi lá mùa thu không phải Hào Long Phá Quân mà là Phục Long Tường Thiên, Đường Nhu đã đem đến bất ngờ cho khán giả. Những ai thường xem Đường Nhu thi đấu đều biết kỹ năng khởi đầu combo yêu thích của cô là Hào Long Phá Quân, mà cơ hội trước mắt lại còn vô cùng hợp lý để ra chiêu này. Thế nhưng Hòa Vũ Lưu Viêm lại hóa thân thành một con rồng lửa, ngạo nghễ gầm thét mà ngoạm về phía trước. Thói quen của địch bất ngờ thay đổi, bá đồ lại chẳng lấy làm kinh hãi. Hàn Yên Nhu tự động spawn trên bản đồ nhưng mãi không xuất hiện, họ đã sớm đề phòng. Từ giây phút tiến vào phạm vi khu vực này, bá đồ luôn đảm bảo 360 độ quanh mình không có góc chết. Từng cành cây ngọn cỏ lay động đều bị họ để vào mắt. Đấu khí ma pháp hình rồng lao thẳng vào đội hình bá đồ và bị né tránh bởi tất cả. Phục Long tường thiên có phải chiêu tầm xa? Phải, nhưng liệu có ích lợi gì? Là đại chiêu, nó chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thao tác thu chiêu. Chỉ cần đánh không trúng và bị bật ngược, tẹo khoảng cách kia chắc chắn không giúp Pháp Sư chiến đấu được lợi. Trương Tân Kiệt rất để tâm quan sát cách đường nhu lựa chọn kỹ năng. Đấu khí tan mất chứng tỏ cô không đi hết chiêu mà cưỡng chế ngắt giữa chừng. Ngắt chiêu cũng tính là thu chiêu, chẳng qua gọn gàng hơn thu chiêu mà thôi. Nhớ coi chừng, hai tay súng đã bắt đầu tấn công Hàn Yên Nhu, nhưng Trương Tân Kiệt vẫn không quên nhắc nhở phục long tường thiên được đường nhu sử dụng hơi bất cẩn hắn tin rằng hưng hân không đặt niềm tin vào chiêu này thế tấn công thực sự của họ là nằm ở thời điểm thu chiêu sẽ có biến cố gì trương tân kiệt nhanh chóng lược qua vài khả năng trong đầu không né tránh hỏa lực chiêu kế tiếp hàn yên nhu ra tay cũng giống hệt dự đoán của hắn đấu phá sơn hà cô phi thân nhảy lên vung mâu đập xuống với một tư thế hùng dũng vô bì dù hụt nhưng phục long tường thiên đã nhiễu loạn đội hình bá đồ nó quả thật chỉ đóng vai trò tung hòa mù cho chiêu kế tiếp một chiêu có sức quấy phá mạnh hơn nữa hàn yên nhu đáp xuống đấu khí bùng nổ tuy nằm trong dự đoán của trương tân kiệt kỹ năng đấu phá sơn hà vẫn quá mạnh để bá đồ có thể giải trừ thiếu thốn nghề chuyên trị bá đồ chỉ có hai lựa chọn hoặc lùi hoặc tiến xương cốt sắt thép hai tay cận chiến của bá đồ toàn thân chấn động đấu khí từ đấu phá sơn hà lan tỏa trong lòng đất nổ tung và hất văng đất đá bên trên vào hai người, nghe tiếng vang lộp bộp. HP hai người trượt gấp, uy lực của đại chiêu pháp sư chiến đấu level 75 quá mạnh, xương cốt sắt thép là kỹ năng cấp thấp, bắp phòng ngự không cân nổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là ở hiệu ứng bá thể. Tuy đấu khí cuồn cuộn gây nên, sát thương cực lớn, hành động của họ vẫn không gặp trở ngại. Đại mạc cô Yên và lãnh ám lôi đã dự đoán trước di chuyển của Hàn Yên Nhu để lao lên khi cô còn chưa chạm đất đấu phá Sơn Hà không áp chế được họ, Hàn Yên Nhu trong trạng thái đông cứng bởi Thu Chiêu sẽ vô phương né tránh giáp công từ hai người. Hai vòi máu phun ra, tung tóe giữa vòng xoáy đấu khí. Hàn Yên Nhu nằm rồi, bình tĩnh nhìn lại, mọi người đều tròn mắt. Chính giữa ao e đấu phá Sơn Hà không phải ba người, mà có đến bốn người. Ồ, hình như lúc nãy có cái gì vừa thoáng qua thật. Khán giả nào có kinh nghiệm đi xem thi đấu sẽ lập tức nhìn lên màn hình lớn. Quả nhiên, trên đó đang chiếu lại cảnh vừa rồi. Khi đại mạc cô yên và lãnh ám lôi vô tới, Hàn Yên Nhu vẫn đang bị đông cứng, không thể cục cửa. Thời khắc sống còn ấy, quân mạc tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu, là máu của đại mạc cô yên và lãnh ám lôi, nhị đao lưu. Có khán giả hiểu biết thốt lên, nhị đao lưu là đấu pháp dành riêng cho vũ khí song kiếm của hệ ám giả. Đây là đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm song kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi. Đội trưởng Dương Thông của ba lẻ một cực kỳ giỏi ngón nghề này. Quân Mạc Tiếu tách ô thiên cơ thành song kiếm, chia hai bên trái phải để đỡ đòn từ cả đại mạc cô yên lẫn lãnh ám lôi. Khi khán giả rời mắt khỏi pha chiếu lại, cục diện trận đấu đã sớm thay đổi. Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn Thân trải trăm trận, đâu dễ bị nhị đao lưu dọa sợ, nhưng sự xuất hiện của quân Mạc Tiếu lại nằm ngoài dự tính của họ chưa kể cú bling quá chính xác khiến hai người không kịp xử lý họ không tốn thời gian ngạc nhiên mà lập tức tấn công tiếp mỗi tội diệp tu còn nhanh hơn ô thim cơ vừa đỡ đòn xong liền hợp xong kiếm làm một chớp mắt lại thay đổi hình thái một vẹn màu đen bỗng từ tay áo quân mạc tiếu loáng lên áo choàng bóng đêm hàn văn thanh và lâm kính ngôn nhìn phát là nhận ra ngay tên chiêu vâng một chiêu mà trạng thái bá thể chẳng cách nào cả nổi bó tay né thôi hai người chỉ đành khiển nhân vật né tránh. Với chiều dày kinh nghiệm, họ không để lỡ bất kỳ khoảng không nào. Pha né tránh ngừng sát phạm vi chụp của áo choàng bóng đêm, chuẩn không cần chỉnh. Cách họ căn thời gian cũng miễn bàn, vì vệt đen chưa biến mất đã thấy họ lao vào cướp combo. Khoan, tranh chát nhảy ra dòng tin từ Trương Tân Kiệt, nhưng muộn rồi, soạt. Vệt đen quấn quanh và thắt lại, hai lão tướng bị chụp vào cùng chỗ. Họ ngẩn cả người, tưởng mình mắc sai lầm trong tính toán. Nhưng sao có thể, họ đang vô cùng tỉnh táo cơ mà, lúc này quân mạc tiếu xài bước lùi về. Tuy bị trói chặt, đại mạc cô, yên và lãnh ám lôi vẫn đang có bá thể, mọi kỹ năng hất đẩy đều không tác dụng với họ nên quân mạc tiếu quyết định bỏ chạy. Vì lùi về, hắn để lộ hàn yên nhu sau lưng. Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn vừa nhìn thấy, lập tức hiểu ra vấn đề, Hàn Yên Nhu thuộc hệ Pháp Sư, được phép học áo choàng bóng đêm vì là kỹ năng cấp thấp lúc nãy quân mạc tiếu ra tay trước tranh thủ cho hàn yên nhu qua hết giai đoạn thu chiêu do đó sau áo choàng bóng đêm của quân mạc tiếu chính là áo choàng bóng đêm của cô vẹn màu đen của hai kỹ năng trồng vào nhau nên khó phân biệt cả hàn văn thanh lẫn lâm kính ngôn đều bị lừa họ chỉ tính toán phạm vi và thời gian tác dụng của chiêu áo choàng đầu tiên họ tự tin lao lên và rồi bị trói bởi chiếc áo choàng thứ hai Họ không phát hiện Hàn Yên Nhu ra tay nhưng nhóm Trương Tân Kiệt ở vị trí khác thì có, đáng buồn là nhắc nhở thì đã muộn. Pha giao chiến xảy ra trong chớp mắt, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu nhanh chóng rút về. Hai tay súng bách hoa liễu loạn và âm chín độ tuy rằng tay dài, muốn giữ chân hai người cũng rất khó. Những người còn lại của Hưng Hân cũng không chơ mắt ngồi nhìn. Một vũ tranh phong đã sớm dồn hỏa lực nặng xuống đầu bá đồ. Đuổi theo, bá đồ đương nhiên vẫn muốn đuổi theo. Đại mạc cô yên và lãnh ám lôi thoát khỏi áo choàng bóng đêm khi quân mạc tiếu và Hàn Yên Nhu chưa kịp chạy xa. Pha tập kích của Hàn Yên Nhu chỉ mang về cơ hội cho một vũ tranh phong, tay nhỏ lạnh giá và muội quang kịp vào chỗ, còn bản thân cô và quân mạc tiếu tới cứu viện cô thì vẫn chưa thoát phạm vi tấn công của bá đồ. Bá đồ lao lên áp đảo, nhất quyết không thả cho Hưng Hân chạy. Quen đường xá, ba nhân vật còn lại của Hưng Hân đã chiếm gọn cao điểm. Chiến trường đang diễn ra ở khu làng trong rừng, nhà cửa răng mắc khắp mọi nơi trên cây trương tân kiệt đảo mắt quan sát nhóm ba tướng hưng hân đều leo lên những ngôi nhà cao đừng sát cửa sổ nhìn ra ngoài mục vũ tranh phong tấn công tay nhỏ lạnh giá trị liệu mùi quang khiển thú triệu hồi cố gắng ca vờ quân mạc tiếu và hàn yên nhu không phải không phải ca vờ họ đang hỗ trợ nhau tấn công nhìn thế trận trương tân kiệt lập tức hiểu rõ quân mạc tiếu và hàn yên nhu cũng đã ngừng tháo chạy quay đầu bật ngược đại mạc cô yên và lãnh ám lôi. Suy cho cùng, bá đồ vẫn bị hưng hân rát mũi vào giò, tuy rằng cái giò này cũng không phải gì ghê gớm. Nó chẳng qua là một khu vực khá có lợi cho hưng hân xây dựng thế tấn công tương đối vững. Thời điểm quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chọn quay lại đánh đã được tính toán cẩn thận. Họ đều là cận chiến với sức kèm giữ mạnh, bá đồ đã dấn chân vào, muốn rút ra còn nguy hiểm hơn. Đành quyết thắng bại tại đây vậy. Diệp Tu đúng là không đơn giản. Ở vào, thế yếu và bị truy đuổi suốt nãy giờ, hắn vẫn bố trị được một thế trận khá có lợi cho phe mình. Nhưng liệu như thế đã đủ, thua thiệt quân số, bị truy sát liên tục đến mức không kịp bơm máu, muốn cân bằng lại dễ lắm sao, nhắm vào hai điểm yếu rõ rệt của hưng hân, Trương Tân Kiệt lạnh lùng ra lệnh. Càn thẳng, đúng vậy, càn thẳng, phong cách đánh mà bá đồ sở trường nhất, cũng là phương án thích hợp nhất lúc này. Mục tiêu, quân mạc tiếu, lên bốn người đồng loạt focus quân mạc tiếu ác ôn quá diệp tu kêu gào trên kênh chung quân mạc tiếu quay đầu chạy trương tân kiệt không ngạc nhiên vì diệp tu không lý do gì phải bán mạng cả trương tân kiệt có thể nhìn thấu vai trò của diệp tu và đường nhu trong chiến thuật của hưng hân họ chủ yếu chỉ cần chim mồi nhiệm vụ gây sát thương giao lại cho hai tướng trên cao đây không phải một trận đôi công đây là một trận bào mòn tuy nhiên cách hưng hân chọn người có hơi uổng. Nếu đổi đường nhu thành phương duệ, họ sẽ có lợi hơn nhiều. Cái dâm của phương duệ cho phép hắn phát huy mạnh mẽ trong việc dụ tình, còn đường nhu thì, với phong cách cố hữu, đường nhu rất dễ xa vào tham đánh. Bảo cô nhử mồi, cô sẽ cùng lúc đớp luôn cả mồi của địch. Cần phải lợi dụng điều này, Trương Tân Kiệt suy xét mọi thứ về hưng hân và điều chỉnh phe mình liên tục để đạt đến phương án chắc ăn nhất. Mũi tấn công của bá đồ đột ngột chuyển hướng, đâm về phía Hàn Yên Nhu. Mấy ông tiện đâu đánh đó vậy hả? Diệp Tu tiếp tục gào lên trên kênh chung. Quân Mạc Tiếu vừa tránh thoát hỏa lực, giờ lại phải quay về. Đẩy mạnh hướng một giờ. Trương Tân Kiệt ra lệnh. Nhóm Tô Mộc Tranh chọn vị trí quá đẹp, mỗi người đều gần như không có góc chết. Nhưng đó là cá nhân, còn lưới phối hợp tổng thể thì có. Hướng một giờ chính là khoảng trống họ bỏ lỡ, đã bị Trương Tân Kiệt tìm thấy. Toàn quân bá đồ càn lên, Ai ngờ Đường Nhu không để Trương Tân Kiệt như ý, nhảy hai cái liên tiếp, Hàn Yên Nhu chuyển sang vị trí mới trên bề mặt tầng 2 của khu rừng. Giáp công, Trương Tân Kiệt chẳng mảy may e ngại, địa hình nhiều tầng nơi này chưa bao giờ bị hắn lơ là, hành động của Hàn Yên Nhu dĩ nhiên cũng trong dự tính. Tầng 2, không gian tầng 2 rất có hạn, nhảy lên đó là tự hạn chế chính mình, tự để lộ điểm yếu. Lựa chọn của Đường Nhu đã nói lên yếu kém kinh nghiệm của một tân binh như phát hiện không ổn, Diệp Tu tức tốc cho quân Mạc Tiếu đến cứu viện, nhưng không gian chật hẹp của tầng 2 đã giúp bá đồ hình thành vòng vây chỉ trong nháy mắt. Coi chừng tay dài, Trương Tân Kiệt không quên nhắc nhở. Hỏa lực từ một vũ tranh phong vẫn đủ sức vươn đến chỗ họ. Thật ra hai vị lão tướng bá đồ leo lên tầng 2 cũng không. Cần hắn nhắc nhở, họ biết nhìn nhận tình hình và nắm rất rõ trọng điểm bắn phá của hưng hân. ầm ầm ầm, pháo lửa ngợp trời hàn yên nhu định nhân cơ hội loạn lạc để tháo chạy hào long phá quân né kỹ năng này nhất định phải né hàn yên nhu lao lên nhưng đánh hụt chiến mâu đập lên thân cây trương tân kiệt thấy vậy bỗng nhíu mày hào long phá quân không ai cản nổi muốn đánh nơi nào là đánh nơi ấy nhưng phương hướng đường nhu chọn đánh có vẻ ngu dốt thế nào ấy nhỉ và rồi khoảnh khắc hào long phá quân chạm trúng thân cây chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thật lớn Toàn bộ khu vực tầng 2 răng mắc bởi vô số mối nối quanh rừng đột ngột sụp xuống. Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu, nhị đao lưu, nhị đao lưu bằng Nitoriu, là một trong các trường phái sử dụng song kiếm để chiến đấu của người Nhật. Nhị đao lưu dùng một kiếm dài một kiếm ngắn, ở phân đoạn này quân Mạc Tiếu cầm kiếm dài như bình thường, cầm kiếm ngắn ngược như dao nên mới vung kiếm hai tay theo hai hướng khác nhau, một đâm lên một chém xuống vì lối cầm kiếm một công một thủ nên mới nói nó là đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm xong kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi. Dĩ nhiên cũng có cách cầm khác, tùy theo loại kiếm sử dụng. Chúc mừng sinh nhật Diệp Tu và Diệp Thu, Diệp Tu, đấu thần vĩnh viễn là đấu thần. Có lẽ không cần nguyện anh luôn giữ vinh quang trong tâm, vì lá và tất cả những người dõi theo gót chân anh đều biết rằng một năm sau, sáu năm sau, hay mười năm sau nữa ngực anh vẫn mãi đập một quả tim cháy bỏng vì game. Đường vinh quang của anh do tự tay anh lót từng lát gạch, anh là một game thủ đáng kính, là người đàn ông cường hãn đáng cho đồng đội và fan tự hào. Đi mãi không ngừng anh nhé, để vinh quang vĩnh bất tán chàng, đấu thần, sơ tâm bất biến. Trưa 1515, vụ sụp đổ không tưởng dịch bởi lá mùa thu chuyện gì xảy ra vậy, mọi người kinh ngạc đến đứng hình. Vô số khán giả trong nhà thi đấu hốt hoảng bật dậy, giáo giác nhìn quanh bốn phía cả sân khấu ngợp trong bụi mù, sụp đổ ầm ầm. Hình chiếu 3D quá chân thực làm nhiều người tưởng nhầm rằng sân khấu đang sụp chứ không phải diễn biến trong trận. Ban tổ chức phải bắc loa chấn an liên tục, khán giả mới hiểu ra và nhìn lại thật kỹ. Quả thật, sàn đấu vẫn còn nguyên vẹn trả chóc mảng nào. Thứ thực sự sụp đổ là khung cảnh hình chiếu, khung cảnh ngôi làng tỏa lạc giữa rừng, khung cảnh tuyệt đẹp tựa như cổ tích kia, đã gặp phải tai ương khác nào tận thế. Đổ nát, đổ nát hoàn toàn. Mọi cây cầu bắc từ ngôi nhà trên cây này sang ngôi nhà trên cây khác cùng lúc mất đi điểm tựa, sụp xuống như gặp phải động đất. Trận lôi đài trước đó, khán giả đã tận mắt nhìn thấy nguyên tòa lô đài bị phá hủy toàn bộ kết cấu nội thất, nhưng nếu so với lúc này thì chẳng khác nào lựu đạn với bom nguyên tử. Sao thế nhỉ, ai nấy đều chấm hỏi đầy đầu, nhưng rất nhanh đã có khán giả tinh mắt phát hiện, giữa khung cảnh như tận thế kia vẫn có bóng người đang di chuyển. Là ai đấy? khán giả rất khó khăn nhìn rõ. May sao tổ ghi hình kịp thời zoom vào, và mọi người lập tức nhận ra. Quân Mạc Tiếu, quân Mạc Tiếu đang di chuyển. Ngoài hắn ra, ánh lửa, đầu kia có ánh lửa. Tổ ghi hình lại vội vàng zoom vào đó. Mộc vũ tranh phong, là một vũ tranh phong của tô mộc tranh. Mọi thứ xung quanh cô đang sụp đổ, nhưng cô vẫn vững vàng tiếp tục xả pháo. Xả pháo xuống đâu, dõi theo mục tiêu của nòng pháo mộc vũ tranh phong người ta nhanh chóng tìm thấy bách hoa liễu loạn của bá đồ. Hắn không nhàn nhã như cô, hắn trông giống những con người nhỏ bé vất vả tìm đường sinh tồn giữa tận thế, giữa pháo lửa dồn rập từ bậc thầy pháo súng trên cao. Bị bắn nhưng bách hoa liễu loạn cô né, vì hắn làm gì rảnh tay, hưng hân vẫn đang tấn công. Khi mọi người phát hiện điều này, một luồng vệ tinh xạ tuyến đã từ trên trời giáng xuống, quét ngang toàn quân bá đồ. Còn ai nữa, còn muội quang, khán giả tìm thấy muội quang rồi cũng như Mộc Vũ Tranh Phong, những đổ nát xung quanh chỉ đang làm nền cho thái độ thản nhiên của cậu. Cậu bình tĩnh giơ ma trượng trong tay lên cao, không ngừng đánh dấu khiển thú triệu hồi. Lôi ưng, rồng con biết bay, những loài có cánh hiển nhiên có ưu thế lớn trong tình huống này. Hai con thú không bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ, mũi quang ra lệnh thế nào, chúng ung dung làm theo thế ấy. Mà mục tiêu tấn công của chúng lại chẳng phải ai trong bá đồ cả những quả cầu lửa và xét từng tia từng tia bắn xuống cảnh trí xung quanh, làm trầm trọng thêm vụ sụp đổ. Lẽ nào khung cảnh như tận thế? Này, toàn bộ đều do tên tân binh la tập tạo nên, khi ý thức được điều đó, mọi người bỗng nhớ đến cái gọi là chiến thuật. Hóa ra, đây chính là chiến thuật của Hưng Hân, hiểu ra mọi chuyện, người ta không khỏi nhìn về nạn nhân của thứ chiến thuật này. Đừng nhìn nhân vật, nhìn mấy thanh máu cơ, thảm thấy thương. Đó là cụm từ chính xác nhất để hình dung tình trạng toàn quân bá đồ. HP đầy hơn hưng hân, bá đồ vốn chiếm ưu thế, nhưng những gì vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Năm thanh máu bá đồ đều như gặp phải nạn tai, mà mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Giữa hỗn loạn, người hưng hân vẫn đang công kích đúng lúc, đúng nơi, đúng nhịp và có kế hoạch. Mục Vũ Tranh Phong đóng vai trò chủ đạo, Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu và thú triệu hồi của muội quang cũng lần lượt gia nhập cuộc chơi. Còn bá đồ, mỗi một người bá đồ đều hệt như trương giai lạc, tai nạn trời long đất lở làm họ không cách nào nhận định tình hình. Dù các lão tướng kinh nghiệm đầy mình, nhưng chưa ai trong số họ từng bị nhà đổ cây đè khủng khiếp như hiện tại. Đội hình bá đồ tan giá triệt đẻ, từng cá nhân rơi vào tình cảnh nguy hiểm riêng biệt. Dưới tình huống đó, họ vẫn cố gắng nắm bắt thế tấn công của địch và chày chùa phản kích, nhưng hiệu quả rất rất tệ. Hưng Hân đã chiếm hoàn toàn chủ động, lợi dụng vụ sụp đồ khó tưởng để càn quét bá đồ như con sâu cái kiến thứ tự của những cái chết đã không còn quan trọng năm ai đi bá đồ từng người từng người tối màu dần họ vẫn còn người thứ sáu nhưng còn ý nghĩa ư năm người bên hưng hơn chưa ai chết chỉ chỉ đạo lý khi nhìn đến cái tên thứ tư xám đi trong danh sách tướng bá đồ bình luận viên phan lâm mới qua cơn ngơ ngác nãy giờ hắn và lý nghệ bác vì quá thẳng thốt mà nói không lên lời Tổ ghi hình hay những người xung quanh cũng không nhắc, mọi người đều há hốc mồm, trận to mắt nhìn trong câm nín. Ầm à, ầm, à, Lý nghệ bác cũng tỉnh hồn lại, nhưng ngoài lắp bắp thì không biết nói gì hơn. Tướng thứ sáu bá đồ, pháp sư nguyên tố La Tháp của Bạch Ngôn Phi đã spawn trên bản đồ, chẳng màng tất cả mà lao băng băng về phía chiến trường. Bất kể tình hình thế nào, Hào Hán bá đồ tuyệt không thể lùi bước. Nhưng có ai không biết rằng hành động của hắn lúc này chỉ còn là vô vọng cho dù có phép màu, cũng không thể quân bằng cách biệt giữa hai bên. Trận đấu về căn bản đã đến hồi kết. Vấn đề động lại là, chuyện gì đã xảy ra, tuy đã lay tỉnh Lý Nghệ Bác, Phan Lâm cũng không đặt câu hỏi này với đồng nghiệp. Vì hắn biết rằng đừng nói Lý Nghệ Bác, chỉ e không một ai chơi vinh quang từng trải qua khung cảnh đổ nát với quy mô khổng lồ như hiện tại. Tôi, tôi nghĩ, chắc là hưng hân tự tay gây ra mọi. Chuyện, ế nhỉ, Lý Nghệ Bác đoán già đoán non bản thân hắn không dám tin con người có thể làm được điều đó nhưng nhìn năm người hưng hân đều bình an vô sự thậm chí ung dung dọn dẹp tàn dư bá đồ một cách rất hiệu suất hắn nghĩ mọi thứ ắt phải nằm trong kế hoạch của họ rồi làm sao hay thế phan lâm rốt cuộc vẫn hỏi câu hỏi cứ dày vò đầu óc hắn đã được thốt thành lời ngoài ra không còn gì khác có thể làm hắn quan tâm hơn làm sao à lý nghệ bác méo mặt làm sao tôi biết lơ đáng liếc mắt qua mấy màn hình Hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người, muội quang. Muội quang của La Tập, 13 giờ 32 mới xuất hiện trên chiến trường. Trước đó, cậu ta ở đâu và làm gì? Sực nhớ ra điều này, Lý Nghệ Bác vội vàng bảo tổ ghi hình ra soát lại toàn bộ cảnh quay của muội quang. La Tập, quả nhiên là La Tập, suốt 13 phút 32 giây vắng mặt, trừ đi thời gian mai phục đầu game cùng đồng đội, còn lại muội quang đều ở khu vực hiện đang đổ nát. Cậu ta thao tác không ngơi tay, chính cậu ta đã tạo nên vụ sụp đổ này là do la tập lý nghệ bác nói trong lúc sóng trực tiếp chiếu lại cho khán giả cùng xem nhưng xin đừng hỏi tôi rằng cậu ta làm thế nào tôi cũng không biết đâu la tập chỉ là một con người nhưng cậu ta chơi nghề triệu hồi pháp sư triệu hồi nào cũng có cả một sở thú trên màn ảnh mọi người như đang xem một công trường to lớn với rất nhiều công nhân đang làm việc những công nhân đó là các loại pet theo lệnh chủ nhân mà cắn xé đập phá cảnh vật xung quanh có phải cậu ấy đang phá hoại toàn bộ cột chống cầu không? Phan Lâm nói, nếu phá hoại toàn bộ thì tất cả sẽ sụp luôn lập tức, rõ ràng cậu ta chỉ làm yếu chúng đi, khi cần mới đập gãy đồng loạt, Lý Nghệ Bác nói. Vậy, Phan Lâm lại định hỏi bằng cách nào, nhưng Lý Nghệ Bác đã anh dũng tuyên bố, đừng hỏi tôi, tôi biết chết liền, nên Phan Lâm chỉ đành thốt lên như một lời cảm thán. Câu hỏi kia, e rằng ngoài lá tập sẽ không ai trả lời được. Có cách nào tham gia họp báo sau trận không nhỉ? Lý Nghệ bác nói, chắc chắn vụ sụp đổ sẽ là trọng điểm của buổi họp báo sau trận đêm nay. Mọi pha tỏa sáng khác đều sẽ bị quên lãng, vì tất cả mọi người chỉ còn quan tâm một vấn đề duy nhất, trận đấu chính thức kết thúc. Không ngoài ý muốn, Hưng Hân thắng đoàn đội với năm điểm đầu người. Phút cuối khi la tháp của Bạch Ngôn Phi ngã xuống, vụ sụp đổ vẫn đang tiếp diễn. Vài khu vực còn rung lắc mạnh, đổ nát không ngừng. Kinh ngạc vì diễn biến trận đấu, người xem cũng không quên ngợi khen kỹ thuật làm game của nhà sản xuất vinh quang quá đỉnh. Kết thúc rồi, thắng lợi rồi, fan hưng hân trong nhà thi đấu dĩ nhiên vô cùng phấn khích. Fan bá đồ trên khán đài đội khách thì lặng ngắt như tờ. Thua bằng cách này, nên dùng từ gì để diễn tả đây, hai đội xếp hàng giữa sân bắt tay lần cuối. Là những người có kinh nghiệm, sáu tuyển thủ bá đồ vừa ra khỏi phòng đấu đã ngẩng đầu nhìn màn hình treo cao. Màn hình lớn quả thật đang chiếu lại những pha đẹp mắt trong trận mà điều bọn họ vừa trải qua chắc chắn là điểm đáng chú ý nhất họ rất cần một lời giải đáp thế là khi xếp hàng song song chuẩn bị bắt tay ánh mắt sáu người bá đồ tập trung đổ dồn vào la tập ở cuối đội hình hưng hân diệp tu tô mộc tranh phương duệ cái gì đại thần hay tai to mặt bự đều chỉ là không khí diệp tu cười ha hả chủ động tiến tới bắt tay với đội trưởng hàn văn thanh của bá đồ hết hồn chưa diệp tu hỏi có phải cậu làm đâu hàn văn thanh nói Ha ha, Diệp Tu chỉ cười chứ không tranh cãi, tiếp tục bắt tay Trương Tân Kiệt, cậu cũng không hiểu nổi đúng không, Trương Tân Kiệt thành thật lắc đầu. Đúng vậy, kể cả hắn cũng chỉ phát hiện La Tập đã phá hoại mọi thứ, nhưng làm sao phá hoại đến quy mô thế này thì mù tịt. Kêu hắn làm, hắn cũng không biết làm, nén bi thương, nén bi thương, Diệp Tu bắt tay tới Trương Giai Lạc. Nén con em ông, Trương Giai Lạc mắng, đổi mấy ông sao toàn quái nhân không vậy, là người bắt tay kế tiếp, Lâm Kính Ngôn chủ động cất lời. Chương 1516, liếc phát là làm được ngay hịch bởi lá mùa thu kết quả chung cuộc đã xác nhận, nhưng với một nơi đang diễn ra trận bán kết toàn mùa giải mà nói thì cung thể thao Tiêu Sơn có phần quá yên tĩnh. Người trên khán đài vẫn chưa hoàn hồn, nơi đây là sân nhà Hưng Hân, việc Hưng Hân lội ngược dòng một cách ngoạn mục và thắng đậm lẽ ra phải làm phen đội nhà phấn khích phát điên mới đúng. Chẳng qua diễn biến của pha ngược dòng đã khiến họ đưa cả người, Đến khi tuyển thủ hai đội bắt tay xong và quay xuống vẫy chào khán giả, họ mới như tỉnh giấc chiêm bao. Thắng rồi, họ thắng rồi, thắng thực sự rồi. À, tiếng hoan hô rền vang khắp khán đài, nỗi sung sướng tột độ đến có phần hơi muộn. Ngồi trước TV, dù Văn Châu nhận được điện thoại do Hoàng Thiếu Thiên gọi tới. Bấm nút nghe, từ điện thoại truyền đến toàn là tiếng huyên náo, có thể thấy người gọi đang ở nhà thi đấu. Không khác gì khán giả, hoàng thiếu thiên cũng ngơ ngẩn đến lúc này mới tỉnh hồn sướng vãi dù văn châu nghe thấy hoàng thiếu thiên gào lên ở đầu kia ha ha anh cười làm sao làm được hở hoàng thiếu thiên tiếp tục gào ai mà biết dù văn châu nói phải ai mà biết chứ vẫy tay chào khán giả xong tuyển thủ hai đội xuống sân quay về phòng chờ nghỉ ngơi một chút trước khi tiến hành họp báo vào họp báo đầu tiên là bá đồ đội thu cuộc ba người dự họp là đội trưởng hàn văn thanh đội phó trương tân kiệt và trương giai lạc vừa ngồi xuống họ đã thấy gương mặt hăm hở từ cánh phóng viên bên dưới đúng như dự đoán khi họp báo tuyên bố bắt đầu phóng viên thứ nhất được chọn thậm chí chẳng buồn an ủi khách sáo vài câu như mọi thường mà hỏi thẳng cái nhìn của họ về trận đấu một câu hỏi rất công thức nhưng áp vào trận đêm nay nó bỗng trở nên cực kỳ thâm ý như xoáy vào tim gan người nghe vô cùng bất ngờ hàn văn thanh đáp bốn chữ thôi phóng viên hiển nhiên rất bất mãn có thể giải thích thêm không ạ à? có người đề nghị kế hoạch của hưng hân trong trận đoàn đội quả thật chưa từng gặp qua vượt quá tưởng tượng là sai lầm của chúng tôi người giải thích thêm lại là đội phó bá đồ trương tân kiệt tuy trương tân kiệt nổi tiếng với tỷ lệ sai lầm cực thấp nhưng thấp không có nghĩa là không tồn tại bản thân hắn càng không xem đây là điểm đặc biệt ở mình hắn chưa bao giờ ngại nói về sai lầm cá nhân bước ngoặt của trận đoàn đội được trương tân kiệt xếp vào sai lầm của bá đồ nhưng có lẽ không người nào sẽ đồng ý với hắn chuyện vừa xảy ra đã làm cả giới vinh quang phải kinh hoàng không một ai sẽ chỉ trích chiến đội bá đồ không lường trước chuyện này do vậy thánh phóng viên không hề trách cứ mà chỉ hỏi tiếp trận thua này có sẽ gây ảnh hưởng đến hiệp thi đấu sắp tới của bá đồ tôi cho là không cách trương tân kiệt nói chuyện luôn rất xác đáng một kế hoạch quy mô và chuẩn xác đến vậy Tôi cho rằng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hiệp đấu sắp tới là sân nhà bá đồ chúng tôi, hai hiệp, Hàn Văn Thanh ngồi bên cạnh bỗng bổ sung một câu. Trương Tân Kiệt mỉm cười, Hàn Văn Thanh nói hai hiệp, đồng nghĩa với tuyên bố trận kế tiếp bá đồ sẽ thắng. Dĩ nhiên đó cũng là mong muốn của Trương Tân Kiệt, nhưng hắn sẽ không phát biểu mạnh miệng khi mọi việc chưa xác định. Không chỉ vậy, hắn còn sẽ sửa chữa thiếu sót trong lời lẽ của Hàn Văn Thanh hiệp kế tiếp là sân nhà bá đồ chúng tôi nếu chiến thắng đừng có nếu chắc chắn là chúng ta thắng ok hiệp kế với hiệp kế nữa đều vậy trương giai lạc dứt khoát ngắt lời luôn trương tân kiệt bó tay thấy phóng viên đều nhìn mình tỏ ý muốn nghe hết câu hắn bèn đổi cách nói nếu đánh hiệp thứ ba thì bản đồ sẽ được chọn ngẫu nhiên hưng hân cũng không còn điều kiện sắp đặt chiến thuật như hôm nay vì vậy các trận kế tiếp chúng tôi đều không cần lo lắng tình huống tương tự Trương Giai Lạc đứng kế bên vảnh vảnh môi, rõ ràng vẫn ghim cái chữ, nếu, của Trương Tân Kiệt. Trương Tân Kiệt luôn phân tích trên lập trường trung lập, căn cứ vào phân tích của hắn. Mọi người phát hiện, đúng là tình huống hưng hân tạo dựng hôm nay kinh hái thật đấy, nhưng cũng chỉ giúp họ thắng một trận mà thôi. Nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến các trận kế tiếp trên phương diện chiến lược. Bá đồ chỉ cần bình ổn tâm lý, đừng để nhấp nhô vì trận vừa rồi là được. Điều đó có khó với chiến đội bá đồ không? mỗi một người trong họ đều đã chinh chiến qua tháng năm dài. Thêm vào phân tích của Trương Tân Kiệt, trận này bất quá chỉ là một thất bại thường thấy trên sân khách, sao có thể ảnh hưởng sĩ khí ở họ, tâm lý gian tuyển thủ bá đồ cực vững. Làm kẻ thua cuộc trong một trận đấu kinh thế hái tục, họ lại hoàn tất khâu điều chỉnh tâm trạng ngay khi rời tay khỏi phím. Họ đặt mối quan tâm của mình lên hiệp thi đấu kế tiếp, và hiệp kế tiếp nữa. Những gì hưng hân đã làm trong trận này sẽ không trở thành ám ảnh với họ. Buổi họp báo của đội thua không mang đến bầu không khí hụt hẫng hay nặng nề, bởi đây chính là bá đồ. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn bước chân họ hiên ngang tiến về phía trước. Ba người bá đồ dự họp báo quay về phòng chờ, cả đội thu dọn đồ chuẩn bị rời nhà thi đấu. Tivi trước phòng đang chiếu buổi họp báo Hưng Hân sắp diễn ra. Không ai trong bá đồ cố ý lảng tránh, họ vừa dọn đồ vừa thỉnh thoảng liếc xem muốn nghe thử Hưng Hân sẽ phát biểu gì. Bên Hưng, Hân cử Diệp Tu Phương Duệ và La Tập tham dự. Ngôi sao sáng của đêm nay là ai? Dĩ nhiên không cần nói nữa. Ba người vừa xuất hiện, ánh đèn flash liền chớp lên không ngừng, 80% đều zoom vào La Tập. La Tập Suýt thì lóa cả mắt, cậu có bao giờ được chú ý đến thế này đâu? Chúc mừng Hưng Hân chiến thắng ba trận liên tiếp của vòng chung kết. Họ báo của đội thắng luôn có không khí hân hoan hơn đội thua, mà đội thắng cũng chịu chia sẻ nhiều hơn nên phóng viên không cần quá vồ vập sau hoàng thiếu thiên của lam vũ bị cây đè trọng thương hưng hân lại lần nữa sử dụng trích tương tự đề tài đầu tiên quả nhiên không ngoài chuyện này ha ha khác chứ hoàng thiếu thiên là tự làm tự chịu diệp tu nói móa dù văn châu ngồi trước tv lại nhận được tin nhắn từ hoàng thiếu thiên hai tin nhắn liên tục một tin để mắng tin sau là tôi muốn thuê người giết thằng trả cậu có quen ai để giới thiệu không dù văn châu cười cười không trả lời xem thấy hội trường họp báo cũng cười dần dần anh có thể hiểu hoàng thiếu thiên đang nhục đến mức nào ý anh là chuyện hôm nay do hưng hân đặc biệt bố trí có phóng viên hỏi dĩ nhiên cậu có thể chia sẻ cách thực hiện không có phải cậu đã chuẩn bị rất nhiều khâu trước đó phóng viên đổ dồn về phía la tập hỏi ngay vào vấn đề được quan tâm nhất ai ngờ diệp tu lại cướp lời cần gì cậu tuyển thủ này của chúng tôi có trực giác cực kỳ nhạy bén với các loại bản đồ chỉ cần liếc sơ địa hình là biết cách phá. Hả? Toàn bộ phóng viên há hốc mồm, cả hội trường họp báo im phăng phắc, là tập đổ mồ hôi, là tập đổ mồ hôi như mưa, là tập đổ mồ hôi như báo tố. Vậy cũng dám nói luôn hả? Là tập bất an, lén nhìn qua Diệp Tu, phát hiện sắc mặt hắn thản nhiên như một con người thiệt thà chân tránh. Liếc sơ địa hình là biết cách phá. Ủa mình có phép sao mình không biết? Vụ sụp đổ quy mô lớn hôm nay được lập kế hoạch bằng cả ký giấy trắng nào vẽ nào tính toán. Bên quan dung phi cũng cung cấp lượng lớn thông tin số liệu hóa của các loại vật chất trong game. Đây là cả một chiến thuật được chuẩn bị từ rất rất lâu, đến mức không dám dùng trong vòng bảng vì sợ lãng phí mà phải chờ đến vòng chung kết, nơi đấu trường loại trực tiếp khốc liệt và then chốt mới đưa vào sử dụng để tăng tính quyết định. Trước khi vào họp báo, Diệp Tu đã dặn cậu cách trả lời nhưng cậu cứ tưởng hắn đùa. Bây giờ, Cậu nhìn thấy Diệp Tu mở to mắt đối diện với vô số máy quay và chém phần vật như đúng rồi. Liếc sơ là biết cách phá. Đó là kỹ năng gì vậy thưa anh? Sực tình khỏi cơn mộng mị, cánh phóng viên đổ dồn về phía La Tập, kính nể đến mức dùng từ, thưa anh, với cậu. La Tập hoảng quá, đâm lao đành phải theo. Lao, chém mà chẳng biết mình đang chém gì. À ừm, tôi luôn có hứng thú đặc biệt với địa hình trong vinh quang nên có nghiên cứu nhất định, thêm vào trực giác mách bảo, thế thôi à phóng viên là những người giỏi về quan sát thái độ. Diệp Tu trả lời rất thản nhiên, nhưng La Tập còn trẻ nên hình như có hơi hốt hoảng. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, một tân binh tự dưng bị truyền thông vây quanh như ngôi sao thì hốt hoảng cũng dễ hiểu nhỉ. Nhỉ, ai nấy nửa tin nửa ngờ, chỉ có dụ Văn Châu ngồi xem mà cười đau ruột. Làm sao có thể, nghe là biết tung hỏa mù, ai ngu đến mức tin là thật, trong phòng chờ dành cho đội khách, bá đồ vẫn chưa rời đi, nghe đến đây thì im lặng hết tống kỳ anh tròn mắt chạy đến chỗ trương tân kiệt đội phó tiền bối diệp tu nói không cần chuẩn bị gì hết vào trận làm luôn tức là nếu đánh trên sân khách cũng phá bản đồ được ngốc sao lại tin hắn thằng cha diệp tu đang tung hỏa mù thôi trương giai lạc lập tức ùa qua răn dậy tống kỳ anh thế à tống kỳ anh hoang mang ngơ ngác tiếp tục xem tv thế là cậu lại nghe thấy câu trả lời của la tập nghiên cứu nhất định trực giác mách bảo Tống Kỳ Anh tự mình lẩm bẩm, lại len lén liếc nhìn Trương Giai Lạc. Em nhìn nhóc đó đi, rõ ràng là được Diệp Tu mớm lời trước rồi. Trương Giai Lạc nói với cậu, Tống Kỳ Anh không biết đáp sao, chỉ quay đầu nhìn Trương Tân Kiệt. Nghiên cứu và trực giác à, Trương Tân Kiệt lẩm bẩm, cậu cũng bị ngốc hả? Trương Giai Lạc cạn lời, mình thiếu thốn nghiêm trọng thông tin mảng này, có lẽ phải kiểm điểm thêm, Trương Tân Kiệt nói. Trương 1517 hiệp hai địch bởi lá mùa thu buổi họp báo sau trận của hưng hân gợi nên vô số tranh cái nhiều người tin nhiều người không tin các tờ báo lớn ồ ạt mời la tập phỏng vấn đề nghị được tìm hiểu sâu hơn về cái gọi là nghiên cứu và trực giác ở mảng địa hình tuy nhiên hưng hân từ chối toàn bộ kể cả thường tiên thuộc báo thể thao điện tử vốn có quan hệ rất tốt với họ về lý do từ chối họ nghiêm túc trả lời đại chiến sắp tới la tập là món vũ khí bí mật của hưng hân cần đầu tư thời gian để tiếp tục rèn rũa những nghiên cứu và trực giác địa hình của mình chứ không dành để nhận phỏng vấn trận vừa rồi chưa thể phát huy trọn vẹn sức mạnh của em ấy dù sao đó cũng là bản đồ sân nhà phải đến hiệp 2 mới thực sự là đá thử vàng diệp tu trịnh trọng nói với thường tiên khi cậu tìm đến thiệt hay giả vậy à vì có quan hệ thân thiết và cũng hướng về hưng hơn nhưng nếu hỏi cái nhìn cá nhân về việc này thường tiên không tin cho lắm đâu chỉ mình cậu người nào có hiểu biết về vinh quang đều đặt nghi vấn mạnh phần lớn những ý kiến tung hô hưng hơn toàn là gà con trình còi nghe gì tin nấy thường tiên tệ nhất cũng là phóng viên chuyên nghiệp của giải đấu nhà nghề trình vinh quang cá nhân tạm không đề cập mắt nhìn thì chắc chắn hơn người chơi thường nghe diệp tu nói cậu nhìn qua ngó lại xung quanh thấy không ai bèn thấp giọng hỏi có phải tâm lý chiến không à? ha ha đúng vậy tâm lý trên đó diệp tu gật đầu cười thường tiên khóc dòng Diệp Tu đã cho cậu câu trả lời khẳng định, nhưng thái độ của hắn cứ trâu trâu thế nào ấy. Cậu nên tin hay không đây? Quả nhiên, đào hạnh của mình còn xa mới chơi lại vị đại thần này. Vâng, thật đáng trông chờ. Thường tiên bó tay, nói mấy lời khách sáo rồi đi về. Tạm biệt, lùa được thường tiên, Diệp Tu quay lên phòng huấn luyện hưng hân. Các tuyển thủ hưng hân đều đang có mặt, mỗi người ngồi một máy trông rất rảnh rang. Lịch thi đấu vòng chung kết dày hơn vòng bảng, riêng việc di chuyển tới lui giữa sân nhà và sân khách đã đủ tiêu tốn thể lực vì thế các đội không thể duy trì lịch huấn luyện đều đặn như ở vòng bảng vào vòng chung kết huấn luyện chỉ còn là công tác duy trì trạng thái nhẹ nhàng để đừng cứng tay mà thôi nếu ở vòng bảng người ta truy cầu sự ổn định thì đến vòng chung kết là sức đột phá lấy ra toàn bộ những gì mình có chiến đấu bằng trăm phần trăm sức mạnh ai chống chọi được đến cùng đó chính là người chiến thắng tinh thần lơ là, trạng thái bấp bênh đều có thể trở thành sai lầm giết chết cả đội. Thu hoạch trận thắng thứ ba trong vòng chung kết là điều đáng vui mừng, nhưng ngủ quên trên chiến thắng thì không được phép. Có thể thấy mỗi người trong Hưng Hân đều nhận thức rõ điều này. Họ đang dùng những cách riêng để điều chỉnh tâm lý sau chiến thắng, bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Đi rồi ạ, à, Trần Quả hỏi Diệp Tu, cô không nhỏ giọng vì sợ làm phiền người khác như mọi khi bởi buổi huấn luyện hôm nay diễn ra một cách tự nhiên như ngày thường. Mọi người thích nói gì thì nói chứ không cần tập trung tối đa hay cắm đầu trên như cái máy. Đi rồi, chú mày nói sao với cậu ta? Trần Quả lại hỏi, la tập là vũ khí bí mật, tưởng dễ phỏng vấn lắm chắc. Vừa vặn đi ngang la tập, Diệp Tu vỗ vai cậu. La tập nghe vậy nhũn cả chi, khổ ải quay đầu, nói vậy, có ổn không à, thả lòng đi, không cần lo lắng, Diệp Tu cười. La Tập muốn rớt nước mắt. Sao không lo, giờ ở bất kỳ nơi nào có hai chữ vinh quang, cái tên La Tập sẽ luôn xuất hiện đầu tiên. Nổi tiếng chỉ sau một trận là đây chứ đâu. Chỉ trong một đêm, trường phái triệu hồi tứ thú mà cậu theo đã không còn như cũ. Mọi người đặt cho nó tên mới, trường phái phá rỡ. Xem ra, có rất nhiều người thật sự tin rằng cậu là chuyên gia dỡ nhà, có khả năng nhìn thấu địa hình, hễ phá là sập. La Tập hiểu vì sao Diệp Tu phải nói thế với ngoại giới, nhưng vì là một tân binh, cậu không có tí kinh nghiệm gì với trò tâm lý chiến đổi trắng thay đen này. Cậu phát hiện, thế giới người lớn đáng sợ quá, thật đấy, em đừng lo, Diệp Tu nói tiếp, người phải lo là bá đồ kìa. Thế à, vậy hiệp kế, dĩ nhiên hiệp kế em vẫn phải có mặt. Bom nguyên tử mà, dù không ném cũng phải khoe ra cho địch sợ, Diệp Tu nói. Bom nguyên tử luôn, là tẩm tiếp tục nhũn chi, chú mày chắc chắn bá đồ sẽ sợ hả? Trần Quả bỗng đến gần hỏi. Cô lướt hết các topic bình luận sau trận rồi, xu thế hiện tại đều cho rằng Diệp Tu đang tung hỏa mù. Các bình luận có sức thuyết phục nhất đều chỉ rõ điều đó. Vinh Quang là game có lượng người chơi đông đảo, không ít cao thủ đã soi được cách làm, mà Trần Quả lại biết rõ chân tướng nên đọc vào là trột dạ ngay. Cô cảm thấy màn tâm lý chiến lần này của Diệp Tu hơi kém, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Họ không sợ, Diệp Tu nói, bá đồ chưa bao giờ biết sợ, nhưng ít nhiều cũng có cái gai trong lòng ưu thế nhỏ bé nhất chúng ta cũng phải biết tranh thủ ờ trần quả gật đầu và không nói thêm dốc hết toàn lực để tranh thủ một phần trăm một phần ngàn thậm chí một phần mười ngàn phần thắng đó có lẽ là chuyện diệp tu luôn làm và đã làm từ ngày bắt đầu con đường này ở máy chủ mười chiến đội bá đồ đêm qua vừa đánh xong họ lập tức lên máy bay về thành phố quy bắt tay vào chuẩn bị cho hiệp đấu kế tiếp trên sân nhà tương tự hưng hơn bá đồ sẽ không trên nặng trong vòng chung kết. Ấy, vậy mà mọi người lại không thấy thái độ thoải mái hay thả lòng ở đội phó Trương Tân Kiệt. Trong phòng huấn luyện, khi Lâm Kính Ngôn Sáp đến xem, anh phát hiện Trương Tân Kiệt đang nghiên cứu bản đồ khu rừng trăng rằm của hiệp 1. Khung cảnh hiện ra trên màn hình hắn chính là khu vực bị hưng hân phá rỡ, cuối cùng dẫn đến toàn đội bá đồ diệt vong. Cậu tin tên kia nói thật à, Lâm Kính Ngôn kéo chiếc ghế đầu ngồi vào bên cạnh Trương Tân Kiệt, xem hắn nghiên cứu không tin lắm trương tân kiệt nói không tin lắm nghĩa là vẫn có phần tin với tính cách của trương tân kiệt hắn dĩ nhiên muốn xóa đi phần tin tưởng không cần thiết đó lâm kính ngôn biết không cách nào ngăn cản trương tân kiệt trời sinh trương tân kiệt như vậy rồi ưu điểm đôi khi cũng là khuyết điểm diệp tu rất biết lợi dụng điều này cách hắn trả lời phỏng vấn không gạt được người khác nhưng trương tân kiệt thì chưa chắc diệp tu không có ý định thuyết phục trương tân kiệt phải tin chỉ cần phân tán tập trung một chút là được hiệp đấu kế tiếp sẽ diễn ra sau ba ngày trương tân kiệt liệu có kịp nghiên cứu rõ ràng mọi thứ không phải lâm kính ngôn không tin đồng đội nhưng riêng về mảng này anh không đánh giá cao trương tân kiệt cho lắm anh có xem vài topic bình luận sau trận và công nhận một số luận điểm đặt ra hưng hơn làm sao phá hủy cả một khu vực rộng lớn trên bản đồ không phải bằng kinh nghiệm hay kỹ thuật vinh quang mà bằng toán học toán học Hai chữ quá xa vời với Lâm Kính Ngôn. Anh đánh giải chuyên nghiệp được 9 năm rồi, hiểu rất rõ cái giới mà mình đang sống. Đừng nói cái gì toán học, đến cả kiến thức phổ thông, game thủ bọn họ cũng không quá giỏi đâu. Nghề của họ có ớt nhiều người trình độ học vấn cực thấp, bởi các môn thi đấu thể thao luôn xem trọng tuổi tác. Tuyển thủ càng trẻ càng tốt, thậm chí tuổi tốt nghiệp đại học đã được tính là già. Trương Tân Kiệt ấy à, tuy Trương Tân Kiệt được tôn là bậc thầy chiến thuật với tư duy cẩn mật, nhưng nếu hỏi học thức, theo Lâm Kính Ngôn biết thì chắc cấp 3 là cùng. Suốt buổi tối ngồi xem một đống phân tích hoa cả mắt, nào là vi phân nào là tích phân, toàn kiến thức số học cao cấp, Lâm Kính Ngôn đi ngủ còn mơ thấy ác mộng. Cái này đưa phòng kỹ thuật phân tích thử thì hơn. Lâm Kính Ngôn góp ý, phòng kỹ thuật đang phân tích, Trương Tân Kiệt không hổ là Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn chỉ mới nghĩ thôi mà hắn thì thực hiện rồi. Ừ, Lâm Kính Ngôn gật đầu và và cái gì nữa giờ? phòng kỹ thuật đang phân tích, nhưng Trương Tân Kiệt vẫn muốn tự mình nghiên cứu thêm. Thế đấy, mở máy bên cạnh, Lâm Kính Ngôn không nhiều lời nữa. Hai đội đánh xong hiệp đầu đang chuẩn bị cho hiệp 2. Đêm hôm, ấy, hiệp 1 bán kết giữa Luân Hồi và Vi Thảo diễn ra ở thành phố B, sân nhà Vi Thảo. Trận đấu này kết thúc với tỷ số chung cuộc 71 nghiêng về đội khách Luân Hồi. Vi Thảo sảy chân ngay trên sân nhà, cục diện tương đối bất lợi. Xong, kết quả lại không nằm ngoài dự đoán mọi người. Tỷ lệ khảo sát cho thấy Luân Hồi được ủng hộ cao hơn Vi Thảo, dù hai đội đều cầm trong tay hai quán quân như nhau. Đề tài, sẽ trở thành chiến đội đoạn ba quán quân kế tiếp sau ra thế, được báo chí xảo nấu trước khi vào trận, gần như đã có đáp án sau khi kết quả hiệp một công bố. Người ta cho rằng cặp đấu Luân Hồi vs Vi Thảo đã không còn gây cấn gì, vậy cặp Hưng Hân vs Bá Đồ thì sao? Hiệp 2 Hưng Hân vs Bá Đồ đúng hạn diễn ra. Bất ngờ thay, kết quả vote trên Internet cho thấy chiến thắng hiệp 1 không tăng tỷ lệ thắng dự đoán cho Hưng Hân, ngược lại còn giảm xuống. Bởi vì hiệp 2 là sân nhà bá đồ, bất kể là ai, thậm chí Antifan, cũng không cảm thấy bá đồ đã hết cửa thắng sau trận thua hiệp 1. Ở hiệp 1 họ bị đánh bại bởi pha nghịch chuyển mang tính lịch sử của Hưng Hân, nhưng hào hán bá đồ dễ dàng gục ngã vậy sao, thành phố Quy, sân nhà bá đồ, dưới ánh đèn cao áp, tuyển thủ hai đội xếp thành hàng trên sàn đấu. Sao, nghiên cứu ra cách thắng chưa? Diệp Tu khiêu khích bá đồ. Cậu nói xem, Hàn Văn Thanh không rông dài như Diệp Tu, nhưng xưa nay chưa bao giờ kém cạnh khí thế. Tiểu Trương, dáng cố gắng. Diệp Tu gọi Trương Tân Kiệt là Tiểu Trương, cách xưng hô mà khắp liên minh vinh quang cũng không mấy ai có tư cách gọi. Trương Tân Kiệt chỉ cười. Tí chọc ngoáy này chẳng hề hữu dụng với hắn. Ông là đồ nhạt tuệt, Trương Giai Lạc tỏ ý anh khinh. Không gia nhập hưng hân mới là bất hạnh lớn nhất đời ông, Diệp Tu nói với Trương Giai Lạc. Cút cút cút, Trương Giai Lạc mắng, bất hạnh, nghe đã trói tay lắm rồi, lại còn, mới, với trả, lớn nhất, ý là sao hả? Trương 1518, người bình thường truy bước thiên tài địch bởi lá mùa thuở sân nhà bá đồ, khán giả khó thể có thiện ý với hưng hân và nhất là Diệp Tu. Thế mà Diệp Tu còn không hiểu chuyện, bắt tay xong lại vẫy chào phen bá đồ trên khán đài hắn lập tức bị tiếng la ó ngợp trời nhấn chìm. Có phen quá khích nhớ tới trận thua hiệp một, tức giận ném vật thể bay không xác định xuống, bị bảo an sách cổ lôi ra ngoài. Ha ha ha, Diệp Tu chỉ cười chứ chả buồn quan tâm. Sau màn giới thiệu tuyển thủ, đôi bên hỏi han nhau vài câu rồi xuống hàng ghế dành cho đội mình. Mọi người nhìn thấy Diệp Tu không có trong số đó, hắn ở lại trên sân, nghĩa là hắn sẽ đánh trận đầu lôi đài, có điều đây không phải sân nhà hưng hơn mà là địa bàn bá đồ dám minh ngang trên đất bá đồ. Phen hưng hân tháp tùng chiến đội vui sướng hò hét, nhưng rất nhanh đã bị fan bá đồ áp đảo bằng một chàng la ó khác. Giới thiệu tuyển thủ, vẫy tay chào khán giả, tước quyền dự đoán cặp đấu. Tổng cộng 3 lần hò hét phản đối của fan sân nhà đạt đến đỉnh điểm đều là vì Diệp Tu, khi trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ông thiệt bản lĩnh, Diệp Tu bỗng nghe thấy giọng nói bên cạnh mình. Quay đầu nhìn, thì ra Lâm Kính Ngôn cũng không xuống sân mà đứng lại chờ đánh trận đầu như hắn ha ha diệp tu cười ông nhầm rồi họ đang phản đối ông chê ông đánh chán đó hắn vừa dứt lời tiếng la ó khắp nhà thi đấu đột ngột đổi thành tiếng vỗ tay rào rào làm thành nhạc nền cho bước chân lâm kính ngôn tìm đến diệp tu nói chuyện tiếng la ó dành cho ai tiếng vỗ tay dành cho ai có thể không phân biệt được ư cảm ơn cảm ơn những chàng pháo tay của các bạn ngờ đâu diệp tu lại ra sức vẫy tay về phía khán đài đang nhiệt liệt nhất làm phen bá đồ luống cuống cả lên. Chết, thờ bỏ tay ra chửi nó hay vỗ tay tiếp cho tướng nhà mình, lâm kính ngôn bên cạnh cũng giờ khóc giờ cười. Kêu anh làm như hắn, anh chắc chắn không làm được, nhưng vì sao tự đáy lòng lại có chút hâm mộ cái sự vô sỉ của hắn chứ, nhìn hết nổi, phen bá đồ quyết định ngừng vỗ tay để hò hét phản đối. Nhìn Diệm Tu lập tức trưng cái mặt, chúng chửi ai chứ không phải chửi mình, lâm kính ngôn không khỏi bật cười. Mặc dù có một mối hận tồn tại, Diệp Tu và Phen Bá Đồ vẫn khớp nhịp lắm đấy chứ. Nếu đến một ngày Diệp Tu không còn đứng trên sàn đấu, liệu Phen Bá Đồ có nhớ cảnh tượng nhốn nháo này không? Và cả Diệp Tu nữa. Phải chăng Diệp Tu cũng biết một ngày nào đó mình sẽ rời xa khung cảnh ồn á này, nên mới tìm đủ mọi cách trêu chọc Phen Bá Đồ. Kỳ thực, điều lâm kính ngôn hâm mộ không phải sự vô sỉ của Diệp Tu, mà là cái cách hắn sống giữa bạn hay thù đều rất vui vẻ, rất náo nhiệt. Còn anh thì sao? Anh cũng có một đám nửa phen nửa đồng bọn thân thương nhất với mình nhưng họ lúc này có đang xem anh thi đấu không nhỉ lâm kính ngôn tự dưng cảm thấy phiền muộn diệp tu lúc la lúc lắc một hồi bỗng quay sang nói bá đồ phái ông lên chịu chết hả ha 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 lâm kính ngôn cười khàn nếu là hàn văn thanh hay trương giai lạc có lẽ họ sẽ lập tức đáp lời ai chết còn chưa biết đâu nhưng lâm kính ngôn thì không từ đầu anh đã khác với những người như diệp tu hàn văn thanh trương giai lạc bọn họ đều là thiên tài thiên tài chân chính những con người nhìn vào là biết sẽ đứng trên đỉnh vinh quang nhưng còn lâm kính ngôn xưa nay đều biết rất rõ mình không phải kẻ địch lớn nhất trong mắt các thiên tài kia anh chỉ là một trong đông đảo những người truy đuổi bước chân thiên tài thật may mắn khi ở cuối con đường truy đuổi anh đã đứng cùng chỗ với họ nhưng cũng thật nhói lòng khi mọi nỗ lực chỉ giúp anh không bị thiên tài bỏ xa chỉ thế thôi sao chỉ đành thế thôi bởi vì không ai bắt thiên tài không được nỗ lực mỗi một thiên tài xung quanh lâm kính ngôn đều nỗ lực không kém anh mấy tên khốn này chưa bao giờ cho người ta cơ hội vượt qua họ cả đi với mấy người các ông suốt bấy nhiêu năm vãi vất vả lâm kính ngôn bỗng nói hả diệp tu ngẩn ra một câu không đầu không đuôi hắn chưa kịp hiểu ý chỉ tiếc tôi cũng không cho phép bản thân thỏa hiệp đâu lâm kính ngôn tiếp tục chà hôm nay ông máu chiến giữ diệp tu nói ừ tôi muốn thắng lâm kính ngôn nói ông cứ việc thử diệp tu cười vào trận gặp vào trận gặp hai người bắt tay và quay lưng chia nhau đi vào phòng đấu của mình màn hình lớn đã chính thức nhảy tên cặp đấu lôi đại đầu tiên hưng hân diệp tu quân mạc tiếu bá đồ lâm kính ngôn lãnh ám lôi đến giờ trọng tài xác nhận mọi thứ và tuyên bố trận đấu bắt đầu không còn hồi hộp về tên tuổi tuyển thủ khán giả bèn chuyển hướng tò mò sang bản đồ. Bá đồ sẽ chọn bản đồ nào cho hiệp đấu trên sân nhà, võ đài. Mọi người trợn mắt, trong một trận quan trọng như bán kết, chiến đội bá đồ bất ngờ chọn bản đồ có tỷ suất sử dụng cao nhất trong đấu trường game online, võ đài, vì sao có tỷ lệ sử dụng cao nhất. Vì nó nhỏ, đơn giản, dễ xài, quả thật đây là phong cách phù hợp với bá đồ, nhưng từ trước đến nay, chiến đội chuyên nghiệp chưa bao giờ chọn bản đồ vì ý thích cả ưu thế mang đến quyền chủ động cho đội chủ nhà, món vũ khí đầu tiên của đội chủ nhà, nền tảng cho xu hướng thi đấu toàn hạng mục, đều nằm ở bản đồ. Thế mà bá đồ lại chọn võ đài, bản đồ này chẳng có địa hình gì để lợi dụng, chẳng khác nào từ bỏ lợi thế sân nhà. Chưa kể, Diệp Tu còn rất thích sử dụng võ đài. Hồi vòng bảng, các trận, sâu lâu sân nhà của Diệp Tu đều là bản đồ theo phong cách này. Bây giờ bá đồ chọn nó, Chẳng lẽ trong chiến đội có kẻ nằm vùng phá hoại, chỉ đạo lý, bá đồ có ý định gì à? Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm đặt câu hỏi cho Lý Nghệ Bác. Chắc chắn không phải do bốc đồng. Anh hãy nhớ, sách lược bá đồ hiện tại do Trương Tân Kiệt bố trí hoàn toàn. Chọn bản đồ này, họ nhất định có nguyên nhân nhiều mặt, Lý Nghệ Bác nói. Tuy câu trả lời có vẻ qua loa, Lý Nghệ Bác lại đã nghiền ngẫm rất kỹ. Buồn cho hắn là Phan Lâm hiểu lầm, Tường hắn trốn tránh như mọi khi nên chỉ tiếp lời bằng câu, ok chúng ta cùng xem diễn biến nào, quen thuộc, làm Lý Nghệ Bác chưng hừng. Tôi, Lý Nghệ Bác há miệng định nói nhưng trận đấu đã bắt đầu. Võ đài mà, trống trải vô cùng và chả có lấy tí địa hình hay cảnh trí nào nên tải rất nhanh. Lý Nghệ Bác chưa kịp nói tiếng thứ hai đã thấy hai tướng gặp nhau giữa bản đồ. Quân Mạc Tiếu vs Lãnh Ám Lôi. Bản đồ này, chọn để trị tôi đúng không? Diệp Tu chat trên kênh chung.